nói rất là hay nếu như thấy mc huyền trang xinh đẹp cũng như là nói rất là hay rất là năng lượng mọi người thả mọi người có thể là thả cho chị trang những cái chàng pháo hoa pháo tim lên trên khung chat cho em được không ạ ờ, trong chương trình ngày hôm nay nhà mình thì chúng ta ở đây chỉ có đâu đó là 33, bốn anh chị thôi. Thế nhưng mà em rất là mong muốn là trong chương trình ngày hôm nay các anh chị sẽ vì là một cái phòng dung rất, là, rất là ấm cúng. Thế nên nó cũng là một cái điều kiện để cho tất cả các anh chị em trong chương trình nhà mình ngày hôm nay mọi người có thể là tương tác sát với nhau hơn. À, em có thể giao lưu được sát với các anh chị nhà mình hơn thế nên là mong là các anh chị hãy có bất cứ một cái thắc mắc nào hay hoặc là mình có một cái mong muốn nào đó mình có thể là comment cho em lên trên cái cái mục khung chat nhé để em nắm được thế thì quay trở lại cái câu hỏi của chị Huyền Trang thì thưa các anh chị là ngày 4 tháng 1 vừa rồi Phú Thái có lên kệ cái sản phẩm mà, à, nước ngâm rửa rau củ quả Ecolova Thế thì ba mươi mấy anh chị nhà mình ở trong Zoom nhà mình ngày hôm nay Thì anh chị nào mà mình đã sử dụng cái sản phẩm nước ngâm ngâm rửa rau củ này rồi thì mình hãy comment gen số 1 đi ạ. Comment xuống dưới cho em số 1 nếu như mình đã sử dụng cái sản phẩm này rồi. Đó, còn nếu như anh chị nào mà mình chưa sử dụng thì mình comment cho em số 0 ạ. Tương tác giúp em nhé, buổi trưa mọi người mà không tương tác là mọi người sẽ buồn ngủ lắm. Mọi người không muốn nghe đâu mà bản thân em em nếu như em thấy các anh chị mà tương tác ít là em cũng sẽ không có năng lượng nữa à các anh chị. Mình phải thật mình phải gọi là truyền năng lượng cho nhau nhá, bơm thật nhiều năng lượng lên các anh chị. Đâu rồi, em cảm ơn các anh chị. Rất nhiều các anh chị nào mình chưa dùng cái sản phẩm này đúng không ạ? OK, rất nhiều số không ở trên cung chat. Thế thì vậy thì cho em hỏi các anh chị một câu này. Hiện tại ở nhà nhà mình là mình đang ngâm rửa rau củ quả, ví dụ như các cái rau rau sống, đó, rau thơm đó, thì mình thường ngâm rửa rau bằng nước muối hay hay là mình ngâm bằng cái gì ạ? Nếu như anh chị nào mình đang sử dụng cái phương pháp đấy là mình ngâm rửa rau củ bằng nước muối, thì mình comment cho em số 2 comment cho em số 2 nếu như các anh chị đang ngâm rửa rau củ quả bằng nước muối nha. Comment số 2 nha các anh chị. Rồi rất nhiều số 2 rồi rất nhiều số 2 và ở ở nhà nhà em ở quê các anh chị trước đây thì cách đây khoảng độ vài ngày trước cái ngày ra mắt Econova cái sản phẩm nước ngâm rửa rau củ á thì bố mẹ em ông bà em ở quê là mọi người cũng ngâm rửa bằng muối ấy. các anh chị cũng là số 2 nha các anh chị cũng ngâm rửa rau củ quả bằng nước muối và bản thân gia đình nhà em trước đây cũng thế thế thì khi mà mình ngâm rửa rau củ quả ấy, thì các anh chị em mình cần phải xác nhận với nhau một cái điều là như này các anh chị ngâm thì các anh chị sẽ gọi là mình chỉ... à thôi mình cứ nghĩ rằng là à nước muối muối thì nó có cái tính là, là khử khuẩn khử trùng đúng không ạ cái đấy là đúng các anh chị nó có tính khử khuẩn khử trùng và khi mà mình ngâm ý, thì mình mình thấy một điều là khi mình ngâm rau củ quả này, mình các anh chị có thấy một điều là mình ngâm xong ấy mình sẽ thấy là cái rau củ quả đấy nó bị gọi là hơi bị nhăn nhăn không ạ nó hơi bị khô hơi bị tóp đi không ạ nếu như mọi người có thấy cái điều đó mọi người comment lên số 3 đi ạ để em thấy các anh chị có cảm nhận thấy giống như em hay là những người xung quanh em mọi người đang cảm nhận thấy thế hay không cái hôm mà ra mắt em hỏi các anh chị thì các anh chị cũng nói là 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 đúng là các anh chị cũng sẽ thấy là nó bị cái tình trạng là nó bị nó bị héo héo cái rau của mình đi nó bị dập dập đi đúng không ạ và đấy có người gọi là bị bầm rau này và rất nhiều các con số 3 ở trên phần khung chat thế thì cái điều đó nó nó như vậy là chúng ta khi mà chúng ta ngâm nước muối đều có một cái cảm nhận như nhau về cảm quan đó là mình thấy là khi mình ngâm xong thì mình cảm giác là nó sạch đấy nhưng thực tế tôi cũng không biết là nó có sạch thật hay không nhưng tôi xưa nay là cứ gọi là tra truyền con nối đúng không ạ cứ đời trước dùng rồi mình đọc ở trên báo mạng hay này nọ là mọi người cứ bảo ngâm nước muối nhưng khi mà ngâm thì mình thấy có một cái nhược điểm như vậy và ngoài ra nữa thì để mà phân tích sâu hơn một chút nữa ấy, thì bản thân cái cái muối đó, cái nước muối nó có cái tính là khử khuẩn khử trùng là đúng nhá. Bởi vì cái cơ chế của cái muối đấy khi mà nó tiếp xúc để mà nó diệt được vi khuẩn ấy là nó phải là một cái cơ chế đây là nó rút hết nước của cái con vi khuẩn đấy ra để mà tiêu diệt được cái vi khuẩn đó. Thì đồng thời nó cũng sẽ rút hết nước ở các cái tế bào ở trong cái thực phẩm của mình. Đấy là cái điều vì sao mà cái rau củ quả của mình nó bị nhăn, được chưa ạ? Đó, nhưng mà nó chỉ là tiêu diệt được vi khuẩn mấy lại cả sát trùng được thôi. Chứ nó không có khả năng là bóc tách cái thuốc trừ sâu, cái tồn dư của cái thuốc bảo vệ thực vật bám ở trên cái rau củ quả của mình. Đó, và ngày nay thì mọi người biết là rau củ quả bây giờ nếu mà muốn mà để nó không bị sâu bệnh để mà nó luột là như các anh chị mua ở ngoài à, ngoài ngoài chợ ấy hay là siêu thị ấy, mọi người thấy là người ta phải sử dụng rất là nhiều các cái thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu này nọ. Đó, thậm chí là các loại củ quả quả ví dụ như quả táo nho hay là ổi này nọ ấy, người ta sẽ phải có một cái lớp sáp để là sáp để chống cái nấm mốc nó xâm nhập vào các loại quả đó tức là mình ăn hàng ngày vào trong trong cơ thể của mình nó rất là nguy hại thế thì hôm mùng 4 tháng 1 vừa rồi phú thái có ra mắt một cái sản phẩm nước ngâm rửa rau củ quả Econova. đây là cái trên sản trên hình ảnh uh, mà em chiếu các anh chị có thể tham khảo trên hình ảnh nhé ngoài ra mình có thể gõ cái nước ngâm rửa rau củ quả ở trên app này nó cũng ra này và cái cơ chế của cái sản phẩm này ấy, thì trong cái sản phẩm này nó có chứa những cái thành phần những cái hóa hoạt chất để nó giúp là phân hóa phân tán ngoài cái việc nó diệt được các cái vi khuẩn nó khử trùng được trên các cái loại bề mặt củ quả của mình ấy thì nó còn giúp là diệt trứng run sáng được chưa ạ nó phân tán cặn bụi bẩn và côn trùng và ngoài ra nữa thì nó có cái tính tẩy nhờn rất là mạnh ví dụ như các cái chất sáp mà sáp bảo vệ thực vật ấy bám ở trên các loại củ quả của mình ấy là khi mà mình rửa nó cũng sẽ đánh bật đi hết nha các anh chị và nó có khả năng là loại bỏ bóc tách dư lượng thức trừ sâu dấu với của các ký sinh trùng còn bám lại ở trên các cái bề mặt rau của quả và thực phẩm của mình được chưa thì đây là cái sản phẩm đó và đặc biệt nữa là cái sản phẩm này ấy, thì nó lại còn có một cái công nghệ là công nghệ amino thì nó sẽ giúp là không những là nó nó nó, nó khử khuẩn khử trùng cũng như là diệt run sán thì nó lại còn có khả năng là bóc tách cũng như là bóc tách khỏi cái tồn dư bảo vệ thực vật và ngoài ra nữa thì nó còn giúp là cái thực phẩm của mình nó nhìn nó tươi mới hơn được chưa và khi mà các anh chị bảo quản ở trong tủ lạnh ấy, thì nó sẽ được là lâu hơn đó và ngoài ra nữa thì cái sản phẩm này nó còn được sử dụng cho cả máy ngâm rửa rau củ quả nha các anh chị thì đây là những cái tính năng của cái sản phẩm này mà em xin phép được giới thiệu với các anh chị cũng như là phân tích cho các anh chị thấy là mình nếu như nhà nào nhà các anh chị mà đang sử dụng cái cái muối để mình ngâm rửa rau củ ấy, thì em nghĩ là đã đến lúc chúng ta cần phải thay thế chúng ta cần phải nhận thức được rằng là cái muối đấy nó tốt nhưng mà nó chỉ là có một cái nửa cái tính năng của nó thôi còn ngoài ra nó sẽ không thể nào nó bóc tách được cái thuốc trừ sâu như các anh chị. Và các anh chị mà muốn bóc tách được các cái tồn dư của thuốc bảo vệ thực vật thì bắt buộc mình phải sử dụng những cái sản phẩm chuyên dụng. Ví dụ như cái chai nước ngâm rửa rau củ quả của nhà phú thái này các anh chị. Rồi, thế thì em xin phép được mời chị Huyền Trang. Chị Huyền Trang lên giao lưu cùng với em với chị Trang ơi. Nhà chị Trang ơi là mình hiện tại là mình đang dùng nước muối hay là mình dùng loại gì để mình ngâm rửa rau củ của chị Trang? À, trước đây á, thì chị có dùng nước muối à, nhưng mà từ ngày mà Econova ra cái sản phẩm mà uh rửa rau củ là chị Trang cũng phải có ngay. À, vì là à. rất là mê những cái dòng home care của Econova. <laughs> chị Trang là mình ngâm mình cũng có thấy có cái biểu hiện giống như em cũng như các anh chị ở trên Zoom vừa rồi đúng không ạ? Cũng thấy nó bị nhăn nhăn đi và nó có vẻ nó sẽ nhanh héo, nhanh dập hơn. Đúng rồi. Đúng không ạ? Đúng rồi. Và... Thế nên là từ ngày mà có cái sản phẩm này thì uh, khi mà mình xài mình rửa thì là cái cái củ quả của mình nó sẽ bảo quản được tươi hơn đấy cả nhà. Uh, mà mình ăn uống thì rõ ràng mình sẽ thấy yên tâm hơn rất là nhiều rồi vì mình nắm bắt được cái cái hoạt động của cái sản phẩm này, cái cơ chế hoạt động của sản phẩm á là mình dùng mình sẽ rất là yên tâm. đặc biệt là nhà mình lại có 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 ba bạn nhỏ nữa thì thành ra là cái việc mà mình phải chăm sóc sức khỏe cho các bạn thì càng phải tối ưu. Dạ vâng em cảm ơn chị. Ờ, có trên khung chat có chị Hồng Nhi là mình sử dụng bằng rửa bằng nước thường. Um, em nghĩ là mình mình sau cái buổi lần này ý, hoặc là mình có thể tìm hiểu thêm vào các cái chương trình và các cái nhóm của bên phú thái hoặc là truy cập vào cái kho thư viện kho tư liệu của nhà phú thái để mình tìm hiểu thêm về cái sản phẩm nước ngâm rửa rau củ quả econova thì em nghĩ là mình có, có lẽ là các anh chị nên thay đổi cái thói quen của mình thay vì là uh, từ những người mà trước đây là mình không dùng bất cứ một cái loại gì để mình ngâm rửa rau củ quả thì mình nên hoặc là những anh chị nào mình đang dùng muối thì mình cũng có thể là thay đổi bằng cái sản phẩm nó chuyên dụng hơn để ngoài cái việc nó khử khuẩn khử trùng được như nước muối thì nó còn giúp là bóc tách cái tồn dư thuốc bảo vệ thực vật thuốc trừ sâu ở trên cái sản phẩm nữa nha các anh chị. Dạ rồi thì rất là mong là à, từ giờ đến tết cũng như là về kể cả về sau này cũng thế thôi thì các anh chị nhà mình sẽ tìm cho được mình được một cái sản phẩm nó phù hợp cũng như là giúp ích và bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình nhà mình nha các anh chị. Dạ rồi. vâng chị có việc mình cứ rời zoom nha chị. OK em. Thế thì có một cái thắc mắc như thế này nữa chị biết là ở bên trên kệ Ruby của mình có có cái sản phẩm mà dành cho nước tẩy rửa bồn cầu, rửa yeah. toilet. Đó thế thì cái việc mà nỗi ám ảnh của tất cả những cái những cái bàn nội trợ là rất sợ mỗi khi là cọ toilet. Bản thân chị cũng vậy. Nghĩa là sao ạ? Cái mùi nó rất là nồng nặng, cái mùi da ven, mùi tẩy rửa nó, nó sọc lên mũi mình rất là khó thở luôn. Mà đặc biệt thì anh anh xã nhà chị thì anh ấy lại hay hay bị xoang ấy. À, nên mỗi lần mà mình có định cọ rửa thì đúng là phải đeo mình có bịt khẩu trang để đeo găng tay xong rồi cũng phải đuổi hết bố con mấy bố con đi chỗ khác à, bật quạt thật là to mới dám tẩy rửa à, thế thì uh, chị cũng biết là ở uh, kệ à, uh, trên kệ UFP nhất là sản phẩm EcoNova thì uh, cũng có các sản phẩm tẩy rửa toilet thì em có thể chia sẻ giúp chị uh, thêm một số những cái UFP của sản phẩm uh, để cho mọi người có thể nắm được thêm về cái sản phẩm này như nào được không? Dạ ok chị trước khi đến với cái câu hỏi, trả lời với câu hỏi của chị Trang thì ở trên công trang em có thấy anh Huỳnh Thiết anh Huỳnh Thiết hay là chị Huỳnh Thiết có hỏi là cái sản phẩm nước ngâm rửa rau củ ấy nó có thuộc dạng sinh học organic không? Thì cái sản phẩm này là hoàn toàn là thiên nhiên nhé các anh chị. Mình sử dụng thì mình hoàn toàn yên tâm, nó hoàn toàn lành tính nhé các anh chị. Khử khuẩn, khử trùng cũng như là bóc tách thuốc trừ sâu và nó bảo vệ sức khỏe các anh chị luôn nên mình dùng là mình hoàn toàn yên tâm. Được chưa ạ? Rồi, quay trở lại cái câu hỏi của chị Trang là mình có hỏi về cái sản phẩm là nước tẩy rửa nhà vệ sinh đúng không ạ? Cái nước tẩy rửa nhà vệ sinh này thì trước khi mà đi vào chia sẻ cái sản phẩm này thì à, em cũng muốn hỏi các anh chị nhà mình ở trên 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 trong Zoom này thì những anh chị nhà mình hiện tại mình đang dùng các cái loại uh, nước tẩy rửa nhà vệ sinh nào thì mình có thể comment giúp em lên trên phần khung chat được không ạ? Còn nếu như anh chị nào mà mình đã sử dụng cái sản phẩm nước tẩy rửa nhà vệ sinh Econova của nhà Phú Thái rồi thì làm ơn cho em một cái lời bình luận công tâm ở trên phần khung chat giúp em ạ. Để rồi, à trước đây chị Trang là dùng Vim rồi không biết bây giờ chị Trang dùng lại gì rồi Các anh chị nhà mình, những anh chị khác thì sao ạ Bây giờ nhà mình đã lên tới à, 6.300 người rồi các anh chị 6.300 người là phải khác cũng lẽ là ba mươi mấy nghìn ba ba nghìn mấy nha các anh chị là comment rất nhiều đấy ạ à. rồi mọi người những anh chị nào này chị thảo là dùng vim này rồi chị trang trước đây là cũng dùng vim này rồi ok chị hồng nhung là mình dùng rồi đúng không ạ mình thấy là thơm dễ chịu này 6 x green này rồi những anh chị nào mà mình dùng những cái sản phẩm khác ngoài Econova và mình cảm thấy cái mùi của nó như nào mình có thể comment cho em lên trên khung chat ạ hoặc là mình có thấy là những cái sản phẩm này nó có cái nhược điểm gì những cái sản phẩm đó nó có cái nhược điểm gì sản phẩm không phải là Econova nhé các anh chị những cái sản phẩm không phải là Econova nhá thì các anh chị thấy nó có cái nhược điểm gì rồi ạ còn ở trên đây em thấy rất nhiều các cái feedback của các anh chị comment về cái sản phẩm tẩy rửa nhà vệ sinh của Phú Thái là thơm sạch sẽ rồi Phú Thái, sản phẩm nước uh, Econova rất thơm an toàn tiết kiệm rồi em cảm ơn các anh chị rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều ok rồi còn các cái sản phẩm khác chị tô hồng nhung có bình luận các cái sản phẩm khác là nồng nặc mùi rất là khó chịu đúng không ạ ok này hắc này cay này khói mù mịt sặc sụa khó thở rồi ok em cảm ơn các anh chị những anh chị mà mình đã dùng những cái sản phẩm khác rồi thì mình chắc chắn một điều là mình đều có một cái cảm nhận chung giống nhau đúng ạ không? Không? là cái mùi của nó vô cùng khó chịu bởi vì như này vì sao lại có cái mùi khó chịu đó bởi vì là thứ nhất là mình nói chung thì nó là hóa chất rồi hóa chất thì bao giờ cũng có mùi khó chịu rồi nhưng mà sâu xa ra nữa những cái mùi của nó gây sốc gây sộc cho mình ý thì là như này đại đa phần các cái sản phẩm nước tẩy rửa nhà vệ sinh mà có chứa hóa chất ý, ở trên thị trường ấy thì nó đều có chứa một cái thành phần à, đều có chứa một cái thành phần đấy là axit hydrochloric và cái axit hydrochloric này ý, khi mà mình cọ rửa nhà vệ sinh mình tác dụng với nước ý, thì nó sẽ sản sinh ra một cái khí đấy là khí clo các anh chị cái khí clo này bình thường nó ứng dụng trong đời sống của mình rất là nhiều ở trong công nghệ sản xuất nước sạch rồi làm trắng vải này nọ rồi trong đời sống mình ứng dụng nhiều lắm các anh chị thế nhưng mà tuy nhiên á, nếu như các anh chị mà sử dụng một cái liều lượng mà nó vượt ngưỡng cho phép, đặc biệt là ở trong cái khu vực chật hẹp kín như nhà vệ sinh, đó thì mình sẽ thấy là nó ở nó vượt ngưỡng cho phép như vậy thì nó sẽ rất rất là dễ gây nguy hại đến sức khỏe của mình, gây hại đến hệ hô hấp này, gây hại đến da này, rồi thậm chí nó nếu mà mình mình tiếp xúc vào ấy, nó có thậm chí nó nó gây gọi là bỏng rát cái niêm mạc mắt của mình, rất là nguy hiểm các anh chị và nó là một cái cái chất mà gọi là ở trong chiến tranh quân sự là người ta sử dụng để làm vũ khí sinh học các anh chị. Mũ khí quân sự với các anh chị khí clo ấy nó 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 có cái mùi khói cái khói nó tỏa lên rất là kinh khủng và nó có thể là giết người được nha các anh chị nên họ sử dụng để làm vũ khí sinh học đấy các anh chị đó thế thì cái sản phẩm tẩy rửa nhà vệ sinh eco nova của phú thái ấy, thì các anh chị chắc là cũng sẽ không cần phải nhớ quá nhiều cho em về cái sản phẩm này đâu nhớ cho em một vài cái kỳ chính thôi thứ nhất là cái mùi thơm của nó ấy, thì là sử dụng cái mùi thơm là chất xuất ngọc lan tây các anh chị đây là một cái mùi hương mà được sử dụng ở trong spa rồi thì làm các cái um, gọi là làm mùi cho một số các loại mỹ phẩm nước hoa cao cấp đắt tiền đấy các anh chị và đặc biệt là các cái sản phẩm Econova của nhà Phú Thái thì về mùi hương là đều đã được kiểm nghiệm bởi nghị viện châu Âu rồi nên mọi người hoàn toàn yên tâm khi mọi người sử dụng đặc biệt sản phẩm không sản sinh ra khí clo nha các anh chị không chứa axit hydrochloric không sản sinh ra khí clo nên là khi mà các anh chị sử dụng cái sản phẩm này thì nó sẽ giống như là các anh chị đang sử dụng một cái loại nước xả vải hay là nước hoa ở trong nhà vệ sinh vậy nó rất là thơm các anh chị và nếu như chẳng may các anh chị mà có bị dây ra tay hoặc rất nhiều người mà còn cho bé nhà mình khoảng độ 3 4 tuổi vào cọ rửa nhà vệ sinh bằng cái sản phẩm Ecova của nhà Phú Thái thì mọi người phải hiểu là cái mùi của nó dễ chịu cũng như là nó phải an toàn như nào thì các phụ huynh, các bậc cha mẹ mới dám để cho con của mình vào trực tiếp cọ rửa nhà vệ sinh như vậy đúng không ạ? Rồi. Và đấy mọi người chỉ cần nhớ cho em về những cái gọi là cái chính của cái sản phẩm đấy như vậy thôi. Đó, à, chứ không cần phải nhớ nhiều đâu, đại loại là nó là một cái sản phẩm mà có chứa cái thành phần từ thiên nhiên và nó không sản sinh ra khí đo như vậy là mình đã đủ để mình thuyết phục cho khách hàng của mình để mà sử dụng cái sản phẩm này rồi các anh chị hoặc là các anh chị cần làm cho em một bước rồi đó là chiết ra một cái chai nhỏ cho khách hàng của mình ngửi thử các anh chị ngửi thôi là mê mệt rồi các anh chị ơi không cần phải là không cần phải đến độ phải dùng phải mua dùng trải nghiệm đâu các anh chị ngửi thôi là thích rồi bởi đây nó là một cái key khác hoàn toàn với những cái sản phẩm khác ở trên thị trường đó, nếu như các sản phẩm khác trên thị trường các anh chị mà ngửi thấy cái mùi nó nồng nó hắc nó sọc ấy thì ở cái sản phẩm này nó lại ngược lại hoàn toàn các anh chị thơm nhẹ dịu và thơm lâu thích lắm các anh chị rồi cảm ơn anh à, chị Hình ngọc hiếu à. À, anh chị có bình luận à, rất là rồi mọi người khen là chị kinh xuân này cũng khen này rồi em cảm ơn các anh chị rất là nhiều thì đây là cái đôi nét mà các em, em muốn chia sẻ với các anh chị về cái sản phẩm à, nước tẩy rửa nhà vệ sinh econova của phú thái đó và nếu như các anh chị có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến các cái sản phẩm econova thì trong chương trình ngày hôm nay em cũng sẽ là hỗ trợ giải đáp cho tất cả các anh chị nha, các anh chị rồi ạ à, xin phép là trả lại mic cho mc ạ à. Rồi, ok. Cảm ơn em Luyến. À, thế thì uh, hiện tại trong phòng dung của chúng ta thì uh, không biết là có đã có anh chị nào sử dụng cái nước tẩy rửa nhà vệ sinh hoặc là cái uh, nước uh, rửa rau củ của EcoNova chưa ạ? À, các chị... Rồi, anh chị rất nhiều anh chị men đây okay. rồi, Mà anh nào có thể là dơ tay rồi. Em thấy là dơ chị uh, tú Minh à. đúng không ạ? Chị tú Minh Đỗ đã dơ tay rồi. Thế thì uh, chị tú Minh có thể chia sẻ một vài cảm nhận uh, cho các anh chị em tại phòng dung của chúng ta được nắm được uh, cái cảm nhận của chị khi chị sử dụng sản phẩm nhé. Em mời chị. À, em chào chị. chị em chào anh chị ở trong dân mặt à, thì em rất ấn tượng với sản phẩm Econova nhất là nước tẩy rửa à, tại vì hồi xưa khi mà em là nhà em thì chỉ có nên em gái thôi thành ra là việc dọn dẹp nhà cửa là là tới tay mình hết và em rất là sợ dọn dẹp cái toilet bởi vì em đã từng bị hói đầu khi khi xài sản phẩm mà tẩy rửa mà cái chai nước tẩy win á nó 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 rửa ở trên cao cái nó bị rớt xuống đây nè nó hói một chỗ à không em ám ảnh luôn là từ đó là em không có tẩy rửa bằng những cái nước tẩy gửa ngoài thị trường nữa à, mà chỉ là dọn dẹp là thôi là mình mua là xà bông hay này kia đồ trong nhà xài xà bông thì mình chà cho kỹ thôi nhưng à, từ khi mà biết đến elocova thì cảm giác là nó tự tin à, dọn dẹp hơn đầu tiên là cái mùi nó không có khó chịu nè À, khi mình đi vô mình trà rửa mình có thể là trà được lâu không phải trà viết kiết trà ẩu trà tả để đi ra và để à, len lỏi từ ngóc ngách trà cho thiệt kỹ rồi cái thứ hai nữa là à, nó không có hại vô cái da tay em trà có thể mỗi lần em dọn nhà vệ sinh gì đó là cũng phải từ 10 đến 15 phút thì da tay nó vẫn là tốt nó không bị khô không bị ngứa à, trà, cái mùi nó rất là thơm nữa mà mỗi lần dọn như vậy á, mà khi khô rồi á thì cái sàn nhà của mình nó nó sẽ kiểu nó thơm nha mà nó cái những cái dây mảnh bám hay này kia đó thì nó không có uh, mau dơ lại như như là khi mình dọn dẹp bằng các chất tẩy rửa khác, cảm giác là nó nó lâu dơ hơn, nó sạch sạch được lâu hơn nữa là mình đỡ phải vất vả hơn trong cái việc dọn dẹp nhà vệ sinh hay là toilet đó và cảm mà giờ khi mà mình dọn gì mình cảm thấy là gia đình mình đi vệ sinh này kia nó cũng an toàn, à, vô tắm rửa này kia nó cũng cảm giác cũng mới thoải mái hơn. tại nhà em cũng có hai bạn nhỏ, và Dạ mình có thể là dạy cho con luôn cách là phụ tiếp cha mẹ mà rất là an toàn, không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe hết. và cái đó là cảm em rất là em rất là thích cái là... nước tẩy rửa ở bên nhà Phú Thái mình ạ. À. <laughs> em xin chia sẻ cảm nhận của mình về nước tẩy rửa. Rồi, cảm ơn chị Tú Minh à, về cái chia sẻ của chị đúng không ạ? Thế thì đấy cả nhà xem ạ, trước khi mà đến với Econova thì chị Tú Minh đã từng bị một cái uh, tai nạn nho nhỏ đó là cái nước để rửa hoàn toàn rơi đúng vào đầu đúng không ạ? Và bị hói luôn một mảng luôn. Đó rất là nguy hiểm đúng không ạ? Vì nó có cái, những cái chất tẩy rất là mạnh, khủng khiếp đến như vậy. À, và như bây giờ thì rất là yêu cái công việc là chăm sóc gia đình cũng như là cùng hướng dẫn con để cùng có thể là có những kỹ năng. À, phụ giúp mẹ trong cái vấn đề là chúng ta rửa cọ rửa cái nhà nhà cửa đúng không ạ thế thì uh, chắc chắn là cái dịp tết này rồi chị uh, tú minh chắc sẽ sẽ có những một cái clip uh, các mẹ và các con cùng cọ rửa nhà vệ sinh đúng không chị tú minh <laughs> yeah. rồi em cảm ơn chị dạ ở trên khung chat ạ, thì cha đang thấy có anh huỳnh phan huỳnh sơn À, có nói là mình live stream gửi trực tiếp nước tẩy rửa còn có đơn đó à, cả nhà thấy tuyệt vời không ạ? Thế thì không biết là anh Phan uh, Minh Sơn có tiện lên để chia sẻ một chút cái uh, cái kinh nghiệm của mình cũng như là cái cách mà anh ra đơn đối với cái sản phẩm này khi mà anh live stream được không ạ? Anh có thể giơ tay để uh, host like anh nhé. Rồi cảm ơn anh nhìn thấy anh rồi ạ, host post live mình uh, anh Sơn giúp trang. OK. À, dạ, chào, chào anh. Chào anh. Chào cả nhà thì thực ra từ những ngày đầu mà những sản phẩm của phú thái ra thì mình thấy rất là tuyệt vời và mình cũng trải nghiệm ngay thì đây là những cái sản phẩm mà thực ra là nhà nào cũng có dùng à, vấn đề là chúng ta thay đổi cái tư duy cho khách hàng thôi thì chúng ta sẽ có những sản phẩm tốt và sau khi đó thì mình cũng đặt sản phẩm về và mình trải nghiệm mình cũng có quay video hay là mình chụp hình lại của sản phẩm có lần đó thì uh, Sơn cũng uh, vệ sinh cái 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 nền sân nhà của mình mà lót bằng gạch uh, phía ngoài sân á thì lâu ngày mà chúng ta không 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 vệ sinh được á, thì uh, nó sẽ là nắm mốc và những cái cái rêu á thì khó rất là khó vệ sinh thì hôm đó là mình có sản phẩm sẵn trong nhà uh, thì trước đó mình cũng chưa chia sẻ với vợ và con mình đâu thế thì uh, mình mới uh, về đây về thì mình thấy vợ con ngồi à, là, là, là trà rửa như thế mình thấy cũng vất vả tại vì một mét vuông mà làm cũng gần 40 phút nó vừa mất thời gian vừa mỏi lưng vừa đủ các thứ nữa thế là mình mới kêu thâu để đó mình làm thì mình cũng pha pha nước vệ sinh của mình á mình pha tỷ lệ là một à, bốn mà lần lây trim đó là mình chia tới một mười lần ừ. thì mình mới xịt đều hết lên có cái mặt bề mặt gạch đó thì mình mới dùng máy uh, ốp suất uh, nước đó mình xịt tẩy rửa thì nó đi rất là nhanh thì chứng tỏ là mình mình cái sản phẩm mình rất là 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 hữu ích Và ngoài ra trong livestream đó thì mình cũng gửi trực tiếp sản phẩm à, hôm nay thì mình ở cơ quan nhưng nay không có nhà nên có sản phẩm trên tay thì khách uh, tương tác rất là nhiều có nghĩa là tương tác người ta nhắn riêng cho mình thôi thì đơn thì thường thì sản phẩm này thì mình nếu mà bán hàng thì mình thường tư vấn là combo còn những khách nào mà chưa tự tin lắm thì mình cứ chia sẻ là cái vấn đề là này, nước nước tẩy rửa là sản phẩm uh, phiểu để mình bán thì mình sẽ bán được combo mình thấy nó rất là hay. Với hai là khi chăm sóc khách thì mọi người cũng để ý thêm là hướng dẫn cho khách dùng pha chế như thế nào để là tiết kiệm nhất. Vì ví dụ như nước nước giặt của chúng ta đó, mọi người là thường giặt là nếu mà không để ý, không hướng dẫn khách đó, là họ có thói quen là nước giặt là phải có bọt à thì mình mới giải thích cho khách là phải hướng dẫn khách dùng là ngâm nếu mà đồ như thế nào thì ngâm ra làm sao còn đồ bình thường như thế nào chúng ta giặt rồi tính cái lượng nước cho họ và người ta cảm nhận cái cái mùi và đặc biệt trong cái mùa này là mùa mùa, mùa ẩm ướt nè nắng rất là hạn chế ở khu vực mình thì mưa liên tục thì mình bỏ cứ giặt hai loại rồi phân biệt giùm thì mình nhận phản hồi của khách rất là là, là là tốt về cái sản phẩm nước giặt của mình còn nước vệ sinh thì nhà mình lúc nào cũng có mình những lúc mà có khuyến mãi thì mình về mình dùng cho mình chia sẻ cho người thân rồi những khách hàng mà bán thì mình tiếp cận mình follow với họ hướng dẫn cho họ rồi khi người ta dùng người ta thấy rồi thì nó sẽ hữu hiệu hơn hữu ích hơn đặc biệt là mình ở đây mình thấy cái nước tẩy rửa là dễ 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 sử dụng nhất về khách hàng cảm nhận nhanh nhất còn chỉ uh, lưu ý mọi người uh, chúng ta bán sản phẩm của uh, đặc biệt là nước tẩy rửa nước giặt nước, uh, nước nước rửa chán cũng thế nên là là cũng uh, tư vấn kỹ cho khách để khách có cái thay đổi về tư duy người ta sẽ biết tiết kiệm ở đâu và sản phẩm mình nó có vượt trội những gì những gì bây gì thì uh, khách mua lại cũng rất là nhiều thì mặc dù sao cũng chưa có nhiều khách uh, lắm đâu nhưng mà lại đây là mình vẫn có thường xuyên nhưng mà sáng nay thì mình cũng chốt đơn là cũng là chốt combo thôi chứ không có cũng từng một cái live stream đó mình dạ, cũng rất có vui mình vui ạ. được vâng, đấy. thái hỗ trợ cho cái bộ demo nhưng mà chưa có thời gian thì ừ. mình cũng đang nghiên cứu những cái gì kỹ Từng sản phẩm là mình sẽ live stream à, dự tính thì chắc uh, cuối tuần này mình sẽ sắp hết thời gian mình live stream tiếp rồi cảm, dạ. cảm ơn Mãi anh dạ. <laughs> cả vâng. nhà thì anh uh, sơn bán hàng tuyệt vời không ạ đúng không ạ đúng không? một anh nam đúng không ạ à, nhưng mà gì ạ rất là thứ nhất là anh rất là chịu khó là live stream này À, cũng như là anh có những kỹ năng rất là sâu về USP của sản phẩm mà đã chốt là chốt nguyên combo cả nhà đó rất là tuyệt vời đúng không ạ và cảm ơn sự chia sẻ của anh sơn nhé và chúc cho anh là buổi cuối tuần mà anh có livestream thì anh cũng ra rất rất nhiều đơn với cái uh, bộ home care của phú thái anh nhé <laughs> cảm ơn anh rất nhiều thật là cảm ơn anh sơn rất là nhiều ạ và chị trang ơi ở trên phần cung chat thì em có thấy chị huỳnh ngọc hiếu có những cái chia sẻ cũng chị huỳnh ngọc hiếu cũng như là chị bên trên là có một chị nữa chị thu bích thu cũng ừ. có cái chia sẻ khá là hay không biết là một trong hai chị có mình có có tiện để mình lên mình chia sẻ không ạ chị huỳnh ngọc hiếu là chị còn sử dụng để um, phun sữa bình xịt phun xương và lau bàn lau bếp chị khen là rất là thích này chị hiếu ơi mình có tiện uh, trao đổi cùng với mọi người không chị chị hiếu ơi nếu như mình mà tiện trao đổi mình có thể giơ tay giúp em nhé chị hiếu chắc là <laughs> chắc là à, bận là... rồi vâng. chị bích thu ạ à? chị bích thu ơi chị biết có thể tờ giơ tay để có thể chia sẻ một vài cảm nhận của chị uh, về cái sản phẩm của của econova không chị nhất là về sản phẩm tẩy rửa nhà vệ sinh chị đang nói đến ạ. À, có lẽ mọi người không làm để giao lưu đang... ừ. <laughs> rồi ok cảm ơn những cái những cái cái comment của chị trên khung chat nhá rồi À, thế thì uh, qua một số vài tầm một vài cái cảm nhận của các anh chị đang sử dụng sản phẩm cũng như là một số cái comment của anh chị trên không chat. Uh, những bạn à, nào mà chúng ta ơi, chị đưa tay này chị này. Ok. Rồi em mời chị ạ, à, hot spotlight chị Huỳnh Học Hiếu nhé. À. Tại sao mà lại không nhìn thấy. Ôi sao này? mình bật mic không được nhỉ? Nghe rõ rồi chị uh, Hotspot like chị Hình Ngọc Hiếu đi Chị đã không thấy người tham gia À ở đây Mọi người thấy mình chưa Thấy rồi chị à, Thì uh, cái chia sẻ của mình là Hôm uh, bình thường thì mình uh, Có cái chai Xịt uh, uh, kiến á Cái chai xịt uh, kiến Rửa xịt kiến á để mình lau bàn mình hay sử dụng nó mình lau bàn tại vì bàn nhà mình là bàn bằng kính á thế là <laughs> hôm đó cái, cái chai đó nó hết nó vô tình hết mà mình chưa kịp mua thế đang sẵn cái, cái nước tẩy rửa nhà vệ sinh cái okay, mình thấy cái mùi nó thì cũng rất là thích mà nó an toàn với da thì mình nghĩ chắc là mình mình sử dụng mình thử xem nó, nó nó có sạch không nó như thế nào thế là mình pha tỷ lệ làm một năm mình pha loãng ra mình pha tỷ lệ một năm và mình lau thì mình cảm thấy rất là sạch và rất là ok luôn rồi em cảm ơn chị à, nghĩa là trong cái cách dùng là chị cũng có uh, tiết kiệm là pha một năm đúng không ạ thế thì đúng rồi. Chị cũng sẽ vào chị cũng sẽ lan tỏa được cái cách dùng cũng như là cái cảm nhận của mình uh, về cái sản phẩm đó đến với khách hàng của chị nhá à, và chị Huỳnh Ngọc Hiếu thì hiện tại là chị đã bán, kinh doanh được cái lai hàng này được bao nhiêu lâu rồi chị và đã ra được mình, nhiều đơn chưa ạ mình uh, cái mình tháng tháng 11 là mình bắt đầu mình kinh doanh cái lai hàng này và trong tháng 11 thì mình ra được uh, 19 đơn wow, của Econora và mình chốt trong 19 đơn đó thì có tới 17 đơn là combo mình chốt combo rồi. Wow, quá tuyệt vời đúng không ạ. <laughs> chúc mừng chị nhé Hy vọng là chị sẽ làm uh, những cái uh, đối tác trung thành cũng như là chọn cái line hàng này để kinh doanh uh, về gọi là về chiến lược á, uh, sản phẩm chiến lược lâu dài của mình á uh, chị. Uh, và cũng là sẽ có những cái giật những cái giải uh, Best Seller của nhà Phú Thái chị nhé cảm ơn <laughs> sự chia sẻ của chị dạ ở trên công chat trang cha còn thấy uh, đỗ, <laughs> à mi đỗ bạn tú minh vừa nãy thì chắc là vẫn chưa nói hết à, là có tẩy rửa nhà vệ sinh còn có thể tẩy được cả cặn canxi trên inox này hiệu quả rất tuyệt vời đúng không ạ đó à, thế thì uh, chúng ta đúng không ạ khi mà vào phòng dung chúng ta sẽ uh, hầu hoàn hầu như là các đều là các anh chị em của chúng ta đã có trải nghiệm và đã có kết quả à, bản thân trang á thì trang thấy thế này bản thân trang thì uh, trang dùng cái sản phẩm này thì trang rất là mê vì sao ạ đó vì như vừa đấy, nãy trang cũng có nói là với cái sản phẩm mà nước tẩy rửa nhà vệ sinh thì uh, thật sự là nó là một cái mùi mùi mang lại cái mùi thơm rất là dễ chịu mà tẩy cũng rất là sạch hơn nữa là trang cũng kinh doanh cái lai like hàng này cũng được rất là nhiều đơn đó cũng hơi khoe với cả nhà một chút là cũng được rất nhiều đơn và khách hàng phản hồi thì rất là mê nhà nói lúc nào cũng dặn là nếu có khuyến mại thì nhớ lấy cho chị nhé uh, một cái câu feedback của họ rất là tuyệt vời như vậy thì uh, mình khi là mình kinh doanh sản phẩm mình rất là sung sướng cả nhà đó nghĩa là mình trao được cái giá trị tốt đến với họ mà bình thường á là họ phải dùng khi họ giống như trang mô tả đúng không ạ? Bịt khẩu trang rồi đeo găng tay vì nó nó ăn nó ăn da mà nó bào mòn cách kinh khủng mà cái mùi nó nồng nặc mà mình hít phải mình cảm thấy nó khó thở cả nhà. À, vậy mà khi mà mình được cái dùng được sử dụng cái sản phẩm của nước tẩy rửa toilet của Econova thì à, bản thân mình cũng đã bị quá bị mê rồi thì chắc chắn là khách hàng của mình cũng sẽ bị thuyết phục đúng không ạ? À, khi mình kinh doanh bằng tình yêu, mình kinh doanh bằng bằng niềm tin và sự lan tỏa thì chắc chắn là nó sẽ kết quả rất là tuyệt vời đúng không ạ? À, rồi ok. <laughs> à, ở miền Bắc gần đây á thì chúng ta đang thấy là đang có hiện tượng rất là nồm ẩm đúng không ạ và sàn nhà thì và và tường á, lúc nào cũng cũng cảm thấy là nó ướt và có thể gây ra nấm mốc nữa và những nhiều khi mà chúng ta lau nhà xong á nó không kịp khô thì nó còn có thể dẫn đến trơn trượt à, rất là nguy hiểm khi mà trong nhà chúng ta có trẻ em này người già này đúng không ạ thế thì uh, ngoài những cái sản phẩm mà uh, mà mà như như vừa nãy mà bên uh, phó giám đốc nguyễn luyến có nói là cái sản phẩm về nước tẩy rửa à, toilet cũng như sản phẩm về nước rửa rau củ rau củ quả à, thì ở econova cũng có cái sản phẩm là à, nước lau sàn à, và nước lau sàn ở nhà econova thì à, khi chúng ta lau thì chúng ta cảm thấy là cái sàn nhà khô rất là nhanh đó thế thì à, à, rất là, là tuyệt vời với cái sản phẩm này đặc biệt là rất là khô nhanh cả nhà nhé không có gây nguy hiểm khi chúng ta mà trong gia đình chúng ta có người già có trẻ nhỏ à, vậy thì chị có thể nhờ luyến hỗ trợ giúp chị cái cái sản phẩm này là sử dụng cái công nghệ như thế nào mà nó lại khô nhanh đến như vậy mà đảm bảo được tính an toàn cũng như là mang lại cái 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 sức khỏe cho người sử dụng à, vì nó chỉ biết đây là cái sản phẩm hoàn toàn organic À, chị mời em nhé em hỗ trợ giúp chị nhé rồi ạ à, vâng em cảm ơn chị trang cái câu hỏi của mình à, rất là tuyệt vời bởi vì buổi trưa ngày hôm nay thì em cũng không nghĩ là cái buổi trưa hôm nay lại đông như này đâu các anh chị bắt đầu em thấy là có ba mấy người mà thôi đồng ý là trong cái buổi zoom này sẽ có ba mấy anh chị là mình sẽ gọi là một căn một cái gọi là một cái phòng zoom gia đình rất là ấm cúng nhưng bây giờ chúng ta đã có lên tới hơn 100 người rồi các anh chị và trong chương trình ngày hôm nay thì rất là biết ơn các anh chị đã tương tác rất là nhiều với em luyến chị trang cũng như là ekip của chương trình và cảm ơn các anh chị đã gọi là dơ tay gọi là dơ tay chia sẻ giúp uh, trong chương trình ngày hôm nay và rất nhiều các anh chị đã có feedback ở trên phần cung chat thì bây giờ chúng ta đã được đi qua hai cái sản phẩm rồi đúng không ạ sản phẩm nước ngâm rửa rau củ quả Ecolova này sản phẩm nước tẩy rửa nhà vệ sinh và rất nhiều các anh chị khen về, về các cái sản phẩm này và đặc biệt là cái sản phẩm tẩy rửa nhà vệ sinh đúng không ạ các anh chị có chia sẻ nó rất là đa năng đó. thế thì ngay bây giờ các anh chị sẽ được tiếp cận thêm với một cái sản phẩm nữa đấy là nước lau sàn các anh chị nước lau sàn và cái sản phẩm này cũng vô cùng vô cùng đa năng các anh chị nó không chỉ để dành cho các anh chị là lau nhà hệ chạy bằng cơm có nghĩa là gia đình bố mẹ con cái là dùng cái cây lau nhà để lau nhà là một này cái thứ hai là mình có thể là pha loãng ra với tỷ lệ một năm một sáu gì đó để mình xịt lên trên cái bề mặt tường của mình tường gạch tường đá tường gỗ vân vân được chưa các bề mặt các vật liệu khác nhau và ngoài ra nữa cái thứ ba nữa đây là một cái cái key rất là hay của cái sản phẩm này. Đó là bình thường mà các anh chị sử dụng các cái loại nước lau sàn thông dụng ở trên thị trường ấy thì nó chỉ có một cái tác dụng đấy là lau được theo kiểu hệ chạy bằng cơm thôi, chứ nó không sử dụng được cho con robot được chưa ạ? Nếu như mà sử dụng cho robot thì nó phải có một cái loại chuyên dụng. Thế thì cái sản phẩm này là sản phẩm sử dụng được cho cả robot lau nhà nha các anh chị cái tính ứng dụng của nó rất là cao và ngoài ra nữa thì cái sản phẩm này nó có những cái công nghệ rất là độc đáo để giúp cho cái sản phẩm nó có những cái tính năng mà giống như lúc nãy chị Trang có chia sẻ là cái sản phẩm này nó giúp là cái sàn nhà của mình nó nhanh khô được chưa bình thường ra các cái sản phẩm nước uh, lau sàn ở trên thị trường ấy thì để mà cái sàn nhà của mình nó có thể khô được sau khi mình lau ấy thì thông thường nó phải mất khoảng độ tầm độ sau 120 giây à, thế nhưng mà ở cái sản phẩm này thì cái thời gian để mà nó có thể lau nó có thể khô được cái sàn nhà ấy thì là chỉ sau 30 giây thôi các anh chị do là cái sản phẩm nó sử dụng cái công nghệ hạt nano các anh chị cái công nghệ hạt nano hạt nano là gì là những cái hạt mà có cái kích thước siêu siêu nhỏ à một nanomet thì bằng một phần một triệu uh, mm và bằng một phần một tỷ mét các anh chị thì nó giúp là bay hơi nước rất là nhanh đó nên là cái sàn nhà của mình nó nhanh khô hơn các cái sản phẩm thông thường ở trên thị trường và thông thường là chỉ sau khoảng 30 giây nó đã bay hơi rồi và các anh chị nhà mình đã bao giờ nghe thấy nước lau sàn đã bao giờ nghe nước lau sàn mà diệt được vi khuẩn E. coli chưa là cái vi khuẩn mà gây bệnh tiêu chảy các anh chị mọi người nếu như mà nghe thấy rồi ở một cái sản phẩm nào đó rồi thì comment giúp em số 1 còn nếu như chưa nghe thấy nước lau sàn mà diệt được vi khuẩn E. coli vi khuẩn Salmonella là vi khuẩn gây bệnh thương hàn thì mọi người hãy comment giúp em số 2 nếu như chưa bao giờ nghe thấy nhá chưa bao giờ nghe thấy thì comment giúp em số 2 đi ạ bình thường mọi người chỉ thấy là nước lau sàn người ta chỉ ghi một cái cụm từ chung thôi là diệt vi khuẩn thôi chứ họ bao giờ họ sâu cho các anh chị là cái giấy chứng nhận là về nó diệt được vi khuẩn này vi khuẩn kia chị ạ chưa đúng không ạ mọi người đều comment số 2 là mọi người chưa nghe thế bao giờ đúng không ạ thế thì ở cái sản phẩm nước lau sàn Ecolova này của nhà Phú Thái thì có cái giấy chứng nhận cụ thể về cái việc là nó diệt được vi khuẩn E.coli lên tới 95% nha các anh chị vi khuẩn E.coli là vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy đó các anh chị đó nhà mình mà có trẻ nhỏ lăn lê bò toài ở dưới cái sàn nhà là thoải mái luôn các anh chị không cần phải lo được chưa khi mình lau sàn là mình hoàn toàn yên tâm và cái sản phẩm này nó rất là thân thiện với môi trường các anh chị mà có đổ cái nước của nó đi ra ngoài tưới cây nó cũng không hề có hại cho đất và cây trồng nữa nha các anh chị đó và đặc biệt là cái tính năng của nó thì em cũng có nói rồi đấy thì nó rất là đa năng nó sử dụng được Cả trên các nhiều rất nhiều các bề mặt vật liệu và các cái thành phần của nó chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên nên là các anh chị hoàn toàn yên tâm nó rất là an toàn lành tính và nó không có bọt nhiều như các cái loại nước ở trên thị trường luôn nha các anh chị nhưng mà nó làm sạch rất là nhanh, hiệu quả các cái vết dầu mỡ vết bẩn bám ở trên cái sàn nhà của mình hay là tường gạch, tường gỗ của mình và nó có cái tính chống chống trơn trượt và nó không làm ăn mòn bề mặt vật liệu của mình đâu nha các anh chị. Thì đây là những cái key của cái sản phẩm này mà em cũng muốn là chia sẻ với các anh chị để các anh chị có thể nắm được. Đó, thì đây là những cái đôi lét chia sẻ về cái sản phẩm này. Nếu như anh chị nào mà mình đã sử dụng cái sản phẩm này của nhà Phú Thái rồi thì đừng ngại cho em một cái comment lên trên phần khung chat để mình có một cái lời bình luận công tâm về cái sản phẩm này được không ạ? mọi người comment cho em nếu như các anh chị mà sử dụng rồi nhé thì cho em những cái lời bình luận hoặc là các anh chị có thể là giơ tay để mà bên ekip của chương trình có thể là mời các anh chị lên để giao lưu được không các anh chị đã rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều um, bên dưới là có ừ, cho ừ. chị hỏi nước rửa rau nước rửa rửa rau đúng không ạ sau khi ngâm có cần phải rửa lại với nước sạch lần nữa không có nha chị nhá khi mà chị ngâm xong thì chị rửa lại với em cho em uh, bằng nước sạch nha chị nhá rửa với vòi nước hoặc là cho một cái chậu nước để mình rửa lại là là xong với chị nha rồi các anh chị nhà mình nếu như dùng rồi thì comment cho em à một cái tính năng nữa mà em quên mất này em quên mất cái tính năng của cái sản phẩm nước lau sàn đấy các anh chị rất là hay là cái sản phẩm này có cái khả năng xua đuổi côn trùng xua đuổi ruồi muỗi kiến rán được chưa nó có cái tính xua đuổi côn trùng rất rất là tốt luôn nha các anh chị đây là một cái kia rất là hay của cái sản phẩm này mà em quên bém em không nói đấy mà vừa xong phải có anh hùng sơn anh ấy nhắc thì em em anh anh ấy comment thì em mới nhớ đây này anh hùng sơn anh comment là thơm sạch dùng để xua đuổi côn trùng tốt cảm ơn anh sơn rất là nhiều anh sơn mà không nói là em quên mất cái độc đáo đấy của cái sản phẩm này đâu anh các anh chị rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều và cái mùi của nó ấy, thì mọi người lưu ý giúp em là cái mùi là mùi thơm thiên nhiên à có một chị bình luận là sạch nhanh thơm nhưng không lưu được lâu đó em thực ra là như này mình lưu ý giúp em là không biết tại sao mà có lẽ là rất nhiều các anh chị mình mọi người hầu hết là mọi người đều thích mùi hương đúng không ạ thế nhưng mà em chia sẻ một cái điều như này là về mùi hương ấy mùi hương nhé nó là một cái yếu tố mình tưởng chừng như nó đơn giản nhưng mà thực ra cái mùi hương nó ảnh nó có ảnh hưởng tới tận cái cấp độ tế bào ở trong cơ thể của mình là cái cấp độ nhỏ nhất trong cơ thể ấy, các anh chị thì ở tại Việt Nam mình mọi người không người ta không có quan trọng hóa về cái việc mùi hương nhưng mà ở tại Châu Âu ấy, người ta quy định rất rõ ràng là mùi hương nào sử dụng ở trong cái sản phẩm nào ví dụ như mùi hương A là sử dụng trong nước giặt này mùi hương B sử dụng trong dầu gội sữa tắm của trẻ em mùi hương C sử dụng trong nước lau sàn các thứ chẳng hạn đó thì cái sản phẩm này cái mùi thơm của nó ấy, nó không chứa hóa chất nha các anh chị nên là khi mà mình sử dụng mình sẽ thấy là nó không không có những cái sản phẩm mà cũng không có những cái thành phần mà giúp lưu hương giống như các cái sản phẩm chứa hóa chất nên là nó sẽ phần nào đó là nó sẽ có thể là nó sẽ lưu mùi không được lâu như những cái loại mà hóa chất ở trên thị trường các anh chị đã từng sử dụng đâu nhá nhưng mà cái mùi thơm của nó cũng rất là dễ chịu và để mà nói thì cái mùi để mà so các cái loại mà hóa chất lưu lưu hương lâu ấy ừ. nếu mà để so các loại mà lưu hương lâu ở trên thị trường mà chứa hóa chất ấy, thì nó cũng nó cũng sẽ là một tám một 10 các anh chị nhưng mà nó sẽ rất là an toàn các anh chị mình sử dụng là mình hoàn toàn yên tâm mùi thơm của nó rất là dễ chịu nó thoang thoảng em mà lau sàn ở dưới tầng 1 là trên tầng 4 tầng 5 nhà em là ngủ thấy thơm bốc lên tận trên tầng 4 tầng 5 luôn các anh chị đó nhưng tất nhiên là không có chứa những cái thành phần hóa chất để giúp lưu hương lâu như các cái loại trên thị trường ấy nên là mình sẽ thấy là nó nó không được lưu quá lâu đâu nha các anh chị nhưng mà tất nhiên nó vẫn sẽ gọi là như em so sánh ấy là cái tỷ lệ của nó sẽ là một tám một mười ok các anh chị em đã chốt rồi đó rồi cảm ơn chị à, ok, Luyến ơi, chị đang thấy là vừa nãy đến giờ là chị có nhìn thấy chị Dương Thị Yến. Uh, luôn tay luôn chân cả nhà vừa vừa vào zoom này vừa làm việc nhà lại còn vừa nhận hàng nữa vừa bóc cái sản phẩm EcoNova của mình uh, ra và trang có nhìn thấy và trang cũng nhìn thấy luôn là chị vừa vào zoom chị vừa chốt đơn đấy cả nhà uh, thế thì uh, và chị cũng đã chat lên không chat là em vừa chốt được một đơn rồi đó và em thấy là có à, cái chị uh, nguyễn thị kim xuân uh, cũng đang để ý <laughs> và cũng đang nhìn thấy chị yến uh, rất là 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 thú vị đúng không cả nhà uh, vừa vào học vừa chốt đơn thế thì uh, chị dương thị yến ơi mình có thể tiện là mà mình uh, uh, lên chia sẻ một chút uh, về cái cái cảm nhận của mình và cũng như cái cách mà chị vừa vào dương chị vừa chốt đơn được không chị yến em rất rất là hào hứng đó chị vừa alo dương. Chị yến à alo, chị. <laughs> Chị Yến ơi, mình có tiện để giao lưu cùng mọi người không chị? Dạ vâng, em chào mọi người ạ. Em chào chị Yến. Vâng, em cũng thật là may mắn vừa hôm nay thì vừa hôm nay cũng đi chào hàng, vừa hôm nay em đi 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 ship nước giặt ấy, em đi ship nước giặt thì em lại gặp được một cái chú làm bên phong bạc thì chú có xin số điện thoại và để lại cho chú bảo là đây là cháu 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 uh, biếu chú một uh, mẻ há nước giặt để 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 chú trải nghiệm và cháu uh, bây giờ cháu có dòng uh, dòng nước rửa bát vì chú mà làm bên bên phong bạt thì cho thuê cả bàn, bàn bát đĩa mà thì uh, cũng giới thiệu luôn là bây giờ chúng cháu có cái loại nước rửa bát gạo mà có thể là rửa rau củ quả được và uh, nghĩa là chung là mình rửa cái thì nó sạch và nó sẽ có mùi thơm rất chi là dễ chịu khi là mình rửa một cái thì mình uh, nó sẽ sạch chứ nó không gây ra nhớt ra tay này nó không nhớt ra tay thì nói xong không rớt ra tay thì uh, khi mà chú rửa một cái thì nó sạch ngay thì chú cũng phải bớt đi cái cái lượng nước của mình ấy nó không phải mất quá nhiều nước như là cái dòng uh, chú vẫn làm uh, chú vẫn chú vẫn mua trên thị trường thế là chú thích lắm thế chú uh, xin số điện thoại và cũng để lại cho chú thì chú bảo là thế được rồi để chú về chú trải nghiệm cho phòng như này mà được rồi là chú sẽ gọi cho cháu để chốt uh, một ít nước rửa bát nữa thế còn đâu là cái cái dòng cái dòng nước nước rửa bát và nước lau sàn thì cũng là tự tin vì là chị chị Xuân mình là team của chị Xuân mà Minh Nguyễn Thẳng á thì chị Xuân thì cũng đã đã trải nghiệm rồi thì bảo là chị chia sẻ với chị Xuân bảo là bây giờ thì em có bán nước giặt nhưng mà cũng bán cả nước rửa bát và lau sàn nhưng mà của em thì nó lại không có đặc thù không có đặc thù là là mình long một cái mà nó sẽ khô ngay và nó sẽ không đuổi côn trùng được thế chị xuân bảo, ôi thế dòng bên phú thái thì nó được cái ưu điểm như thế đấy em ạ thì em chia sẻ luôn em chia sẻ luôn thì lúc đấy là có một số người thích lắm hiện tại vì em cũng gần mấy các bà chợ mà thế là em chốt ngay được hai thêm hai đơn nữa rồi Tiếng hai mời đơn nữa. <laughs> Tuyệt quá chị ơi chị yên ơi. chị đến chị đang ở đang sinh sống ở tại đâu ạ à? và chị làm rugby lâu chưa chị? Em em ở Hải Dương còn đâu em vào đầu chút mi chắc là được gần hai tháng rồi. Oh tuyệt vời vâng à, cả nhà thấy chị yên chị yên nhà mình có năng lượng không ạ? À? À, có bán hàng như vậy năng lượng thì tạo ra ngân lượng đúng không cả nhà cả nhà hãy dành những chàng bông hoa để chúc mừng chị cái sản phẩm của bên mình rồi em tự tin được cái sản phẩm bên rồi dù mặc dù là em chưa trải nghiệm nhưng mà em rất tự tin nên để em biết đi chia sẻ rất thoải mái nên là chốt rất dễ rồi ok chúc mừng chị nhá rồi em nghe à. chị nói mà em cũng muốn mua luôn đấy chị năng lượng <laughs> tuyệt vời đúng không cả nhà Ờ, à, đây, một, cái, thì em nói một cái thế bạn shipper chốt luôn đó À, đây thì là nói là hãy ra tiền đó chị em chúc mừng chị nhá và chúc chị từ giờ đã. đến tối là chốt thêm 10 combo nữa chị nhá yên vâng cảm ơn yên <laughs> cảm ạ. Cảm chị. chị mới vào mà giỏi quá cảm ơn chị rất là nhiều ạ rồi hy vọng là chị yên sẽ sẽ sớm trở thành những best seller bên nhà phú thái chị nhá đó tất cả những ai mà đã năng lượng thì chắc chắn là sẽ tạo ra năng lượng đúng cả nhà chúng ta công việc của chúng ta là gì cứ lan tỏa cứ chia sẻ và chúng ta cứ nắm rõ USP sản phẩm cũng như là biết cách mà chúng ta so sánh đúng không ạ? Để chúng ta chúng ta nói nói được những cái key sản phẩm của chúng ta nó tuyệt vời thế nào thì chắc chắn là chúng ta sẽ thuyết phục được khách hàng. Nên là những bạn nào mà còn đang chưa kinh doanh cái like hàng này thì các bạn hãy cho mình một cơ hội để chúng ta có thể kinh doanh cái lai like hàng này một cách tốt hơn. Hơn nữa thì Tết đã rất gần gần kề rồi ạ. À, chúng ta cần phải que lau nhà này, chúng ta cần phải giặt uh, uh, quần áo rất là nhiều đúng không ạ? Chúng ta cần phải trang hoàng nhà cửa thì bộ sản phẩm home care thì chúng ta sẽ không thể thiếu được trong mỗi gia đình đúng không ạ? Thế thì hãy lên danh sách khách hàng ngay ạ, đúng không ạ? Giống như là chị Yên đang vừa làm, à, vừa làm vừa lan tỏa cả nhà. À, vừa vào zoom vừa bán hàng đúng không ạ? À, đây là một công việc rất là tinh gọn và ở đâu chúng ta có thể kinh doanh được. Tuyệt vời phải không cả nhà? Đúng rồi, cảm ơn tất cả những cái chàng bông, chàng hoa của tất cả các anh chị em của chúng ta trong zoom nhá. À, thế thì hiện tại như thế này ạ. À, chúng ta vừa đi qua một cái cái sản phẩm về về lau giàn lau sàn đúng không ạ? À, thế thì à, bây giờ thì thì hiện tại thì ngoài ngoài bắc cũng đang là một cái mùa rất nồm ẩm. Ngoài cái việc mà sàn nhà không khô được á thì là quần áo cũng rất là khó khô. Hơn nữa là cũng để lại cái mùi hôi rất là khó chịu nếu mà không có ánh nắng. À, vậy thì à, <laughs> à, quần áo mà À, cái mùi hôi như vậy thì không biết là 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 trang thì trang biết là ở trên kệ roppy cũng như là trên đặc biệt là econova thì đang có cái dòng sản phẩm là nước giặt đúng không ạ à, nước giặt thì không biết là cái nước giặt bên mình thì có, có được có cải thiện được cái tình trạng là là quần áo có thể bị bị hôi và là giữ nguyên được màu vải quần áo không thế thì chị mời luyến hỗ trợ giúp chị cái câu hỏi này nhé dạ yeah, ok chị à, trước khi mà đến với cái câu trả lời của chị trang á, cô, cô, cô trả lời câu hỏi của chị trang thì cho em xin những cánh tay những cánh tay của các anh chị nào đang là tín đồ của cái sản phẩm nước giặt uh, xả hai trong một Ecrova các anh chị nào nếu như mình đang là tín đồ của cái sản phẩm này thì comment giúp em số 1 lên trên khung chat đi ạ tín đồ của sản phẩm nước tẩy nước gọi là nước gì nước giặt <laughs> nói một hồi suýt thì nhiều các anh chị anh chị nào là tín đồ của cái sản phẩm nước giặt thì comment gen số 1 nha các anh chị nước giặt Ecrova hai trong một ạ à. comment gen số 1 lên đi ạ rồi rất nhiều rất nhiều các anh chị đang là tín đồ của cái sản phẩm này dùng rất thích đúng không các anh chị? Nhưng anh chị vừa comment số 1 thì tiếp tục lại comment cho em cái cảm nhận của mình về cái sản phẩm nước giặt Ecolova đây các anh chị. Comment cho em cảm nhận của mình nha các anh chị. Rồi, thế thì như này, trước khi mà trả lời câu hỏi của chị Trang á, thì thực ra là em chia sẻ này không cứ gì là trời nồm ẩm đâu Có anh chị nào mà ngãnh ngãng như em hay không? Em ngãnh ngãng rất là nhiều lần các anh chị Giặt quần áo ở đêm, thực ra là ngày đi làm cả ngày xong đến tối về bắt đầu mới giặt quần áo Thì cho vào máy giặt xong rồi quên luôn các anh chị đầu óc đợt này là hơi bị kiểu bã đậu các anh chị cho vào máy giặt xong rồi quên luôn sáng hôm sau bắt đầu mới nhớ mình lôi ra để phơi các anh chị nếu như mà mình như ngày trước đây khi mà em giặt các loại nước giặt khác ấy, thì khi mà lôi ra khỏi máy giặt vào sáng hôm sau thì em phải đi giặt lại luôn các anh chị bởi vì mùi nó rất là hôi nó hôi lắm kinh lắm các anh chị thế nhưng mà khi mà sử dụng cái sản phẩm nước giặt xả hai trong một ecova ấy, thì nếu như các anh chị chẳng may có ngãng như em luyến mà mình có để qua đêm sáng sau mình mở ra mình thấy nó vẫn thơm các anh chị ơi nó không bị hôi rồi chị Lan Anh đang nói đúng này <laughs> anh chị nào mà trải nghiệm có cái trải nghiệm gọi là ngã ngã như em bao giờ chị ạ có cái trải nghiệm nào với cái sản phẩm Econova hay với cái sản phẩm khác thì có thể comment giúp em nhé chứ còn em ngã ngã rất là nhiều lần trước đây thì với các cái sản phẩm nước giặt khác thì toàn phải giặt lại thôi. sáng sau là điên đầu lên đã vội đi làm thì chớ lại phải lôi ra để giặt lại Đó, còn bây giờ dùng Ecolova thì yên tâm nha, có quên sáng sau phơi bình thường, phơi vô tư, nó không bị hôi các anh chị. Thế lý do vì sao mà nó lại có được được một cái cơ chế như vậy? Thế thì em xin phép là chia sẻ này. Các anh chị chắc là có lẽ là sẽ ít anh chị được nghe về hoặc là chưa bao giờ nghe về nước giặt mà có chứa lợi khuẩn đúng không ạ? Mọi người chỉ thấy là trong sữa chua hay trong này trong nọ có lợi khuẩn chứ đã bao giờ nghe thấy nước giặt có lợi khuẩn chưa ạ? Nếu như mà chưa nghe thấy thì comment cho em số 0 lên trên khung chat nhé. Để em biết là có anh chị nào mà có biết cái sản phẩm ở trên thị trường mà trong nước giặt lại có chứa các hàng triệu lợi khuẩn đi ạ. Thì comment cho em số số mấy nhỉ? Số 0 đi không chưa nghe thấy bây giờ comment giúp em số 0 nhá. Rồi ok có một người là ừ, chưa nghe thấy này rồi, mọi người hầu hết là đều chưa nghe thấy đúng không ạ? À, thế thì ngày hôm nay các anh chị sẽ được tiếp cận với một cái sản phẩm đấy là nước giặt xả 2 trong một Ecova của nhà Phú Thái và cứ trong 100 ml nước giặt này thì sẽ có chứa tới 34,8 triệu lợi khuẩn nha các anh chị. Và một cái điều vô cùng thú vị vô cùng đặc biệt ở cái cái nước giặt cũng như cái lợi khuẩn này ý, là nếu như chúng ta ngâm trong môi trường nước trong khoảng 20 phút thì cái loại khuẩn này nó sẽ tự nhân lên gấp hai lần và cái loại khuẩn này nó sẽ làm cái nhiệm vụ đó đi nó gặm nhấm nó ăn những cái vết bẩn nó đi nó phân ra những cái vết bẩn của mình giúp trả lại cho mình những cái quần áo sạch sẽ những cái vết bẩn ví dụ nhà mình có trẻ nhỏ mình mà đi học ấy vết mực bút bi rồi là uh, tương ớt tương cà phô mai hay hoặc là uh, rượu vang hay này nọ ấy, mình mà có đổ ra ấy thì mình cũng hoàn toàn yên tâm hay hoặc là những chị em phụ nữ mà đến cái kỳ uh, gọi là rất lâu ấy các anh chị rất lâu <laughs> thì mình cũng sẽ có một cái trải nghiệm rất là thú vị nó làm sạch rất là nhanh đó thế thì đây là một cái điều rất là đặc biệt của cái sản phẩm này và cái sản phẩm này ấy, thì nó cũng diệt được vi khuẩn E.coli nha các anh chị diệt được vi khuẩn E.coli là vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy và diệt được vi khuẩn uh, Salmonella là vi khuẩn gây bệnh thương hàn nha các anh chị thì đây là một cái điều rất là tuyệt vời và có những cái giấy tờ chứng nhận đầy đủ đàng hoàng của uh, uh, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về những cái điều này luôn các anh chị có thể tham khảo thêm và ngoài ra nữa thì cái sản phẩm này sử dụng công nghệ công nghệ bọt mềm khóa bọt đa điểm nên là nó sẽ giúp cái vải của mình nó mềm mại cũng như là nó thơm thơm lâu và đặc biệt là như em vừa nói khi nếu như mà các anh chị mà trời nồm ẩm nhá các anh chị mà giặt các cái loại quần áo bằng giặt quần áo bằng các cái loại nước giặt khác thì mình sẽ bị tình trạng là bị hôi nhưng mà khi mình giặt cái loại này mình sẽ thấy là nó cải thiện cái tình trạng đó vô cùng nhiều luôn nha các anh chị. Thì đấy là những cái chia sẻ của em về cái việc mà cái sản phẩm này nó hỗ trợ được cho cái việc là nếu như các anh chị mà thời tiết đang nồm ẩm hay hoặc là mình có quên mình để trong máy giặt thì nó cũng sẽ cải thiện rất là tốt. Đặc biệt là không bị hôi nếu như các anh chị mà có quên ở trong lồng giặt của nhà mình nha các anh chị. Rồi, à, MC Thếp, em xin phép trả lại mic cho MC. Chị Trang ơi, chị Trang đi đâu rồi? Thì trong lúc mà chờ chị Trang chắc có lẽ là em chia sẻ thêm một xíu. Ok, chị đây. <laughs> cái loại nước giặt này. Trước đây thì nhà Phú Thái là có có hai cái dòng nước giặt là nước giặt đa năng dành cho cả gia đình và nước giặt dành cho da nhạy cảm trẻ sơ sinh đồ chip vân vân riêng đúng không ạ thế nhưng bây giờ đây là cái loại tích hợp của cả hai cái loại cũ nha các anh chị tức là cái loại này ấy, thì nó dùng được cho cả gia đình kể cả những cái người có làn da nhạy cảm nhất cũng như là trẻ sơ sinh trẻ nhỏ và giặt cho cả đồ chip luôn nha các anh chị và hiện tại thì cái loại nước giặt này đang có hai phiên bản một cái phiên bản là 3,65 cân và một loại là 1,65 cân nha các anh chị đó để các anh chị có thể lựa chọn và ngoài ra nữa thì cái sản phẩm này nếu như các anh chị mà có uh, cái nước xả của nó ấy, mình có đem đi mình tưới cây ấy, sau khi giặt ấy, thì nó cũng hoàn toàn tốt chứ nó không ảnh hưởng đến đất và cây trồng nha các anh chị, tức là nó rất là an toàn lành tính. <laughs> Rồi, thì em xin phép là kết thúc cái phần chia sẻ về cái sản phẩm nước giặt này tại đây. Thì rất là mong sau cái chương trình ngày hôm nay thì những anh chị nào mà mình mà chưa trải nghiệm, mình chưa từng biết đến nước giặt diệt uh, được vi khuẩn này, nước giặt có chứa lợi khuẩn này thì mình có thể là mua về mình trải nghiệm thử nha các anh chị. Rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Rồi, cảm ơn Luyến cảm ơn Luyến đã chia sẻ những cái một số những cái key của dòng sản phẩm nước giặt của chúng ta đúng không ạ? Thế thì trên không chat thì trang cũng thấy có chị có rất nhiều anh chị đang đang nói về cái review về cái nước giặt à, nhưng mà có chị Thanh Hòa thì cũng có nói là mùi thơm không thể tả được, thơm dễ chịu thích lắm. Thế thì chị Thanh Hòa có thể giơ tay để hotspot spotlight chị để chị có thể là chia sẻ một chút cái trải nghiệm của chị cũng cảm nhận của chị mà bằng cái lời nói được không ạ? Ngoài cái việc mà chị đang chat lên không chat được không ạ? Chị Thanh Hòa ơi chị giơ tay nhá. Rồi, cảm ơn chị. Nhường lại mấy dạ. cho chị nhé Dạ. Dạ. Rồi, em chào Địa Thanh Hòa. Chị ơi mình có thể giao lưu vâng. với em... chương trình được không ạ? Dạ vâng. À, em xin chào cả nhà. Mọi người có nghe thấy em nói không ạ? À? Nghe rõ rồi chị. Vâng. Ừm um... Em được sự cho phép của ban tổ chức thì em xin phép được chia sẻ một chút về cái sản phẩm nước giặt Econova dành cho da nhạy cảm á. Thì em là một mẹ bỉm ăn chay, cũng là thuần chay. Trước đây khi mà em mang bầu á, thì em có sử dụng cái nước giặt đờn đi của Thái ấy. Thế nhưng mà em bị nghén thì em rất là sợ cái mùi nước giặt này mà em chưa được tìm cái loại nước giặt nào thay thế ấy thì uh, may mắn em lại biết đến được và em được dùng cái sản phẩm nước giặt uh, dành cho da nhạy cảm cái điều đầu tiên mà khi mà em uh, em uh, em nhận được cái nước giặt này mà em uh, giặt đi thì em uh, rất là thích đó là cái mùi thơm nó vô cùng dễ chịu mà phải nói đúng không không biết tả nào mà em bị bị mê luôn á uh, khi mà uh, bé con mà hít hà cái, cái mùi thơm ở trên quần áo của con ấy thì nói chung là không biết tả kiểu gì luôn <laughs> giờ còn một cái điều mà em thích cái nước giặt nước giặt này nữa à, là nó không gây kích ứng da và không uh, gây khô da tay Đây này nó quần áo nó rất là mới và quần áo nó không bị phai màu em vừa mới uh, ngâm giặt cho con em mà bây giờ cũng thấy mùi thơm thơm ở tay này thơm lắm thơm như kiểu trên người mình có cái mùi nước hoa nó nhẹ nhẹ <laughs> em cũng không biết nói kiểu gì để tả hết cái 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 niềm yêu thích của em với cái nước giặt này luôn á <laughs> Vâng, nói thì có thể là mọi người sẽ không cảm nhận hết được về cái sản phẩm này nhưng mà những ai mà thích cái sản phẩm tự nhiên mà lành tính mà thích cái mùi hương dịu nhẹ ấy. đặc biệt là an toàn ấy thì là nên là dùng cái sản phẩm nước giặt của Phú Thái này. Rồi ok, cảm ơn cảm ơn sự chia sẻ của Thanh Hòa nhá. À, một mẹ bỉm rất là Đã. xinh đẹp đúng không ạ à, với cái gương mặt này với năng lượng này thì chắc chắn là ở nhà có vừa chăm con vừa giặt quần áo thì cũng vừa chốt đơn được cả nhà <laughs> rồi cảm ơn thanh hòa rất nhiều và chúc cho em từ giờ đến tối sẽ có rất nhiều đơn cùng với dòng Econova nhà Phú Thái nhé. Dạ, vâng cảm ơn chị. Ok à, hiện tại thì không biết nhà mình còn bà An có thể à rồi em thấy chị Tâm Vũ chị Tâm Vũ thì không biết giơ tay bằng cái điện tử mà chị Tâm Vũ giơ tay thật luôn đấy cả nhà <laughs> rồi nhờ hotspot like chị Tâm Vũ lên xúc trang thì Tâm Vũ chị Tâm Vũ có thể chia sẻ một chút cảm nhận về uh, của của mình về uh, nước giặt nhé cả nhà ok mời chị dạ em chào chị Tâm Vũ rồi uh, chị uh, mình xin chào tất cả anh chị em trong phòng zoom và chào bạn uh, Luyến uh, đại diện cho nhãn hàng vũ Thái chào uh, MC Trang Lê rất là xinh đẹp thì tâm cũng xin tự giới thiệu họ tên đầy đủ của tâm là vũ thị tâm là tâm đến từ quảng ninh khi bắt đầu vào dropi thì là tâm cũng có chọn cho mình cái sản phẩm để mình dùng mình trải nghiệm thì mình cũng có chọn cái sản phẩm của bên phú thái và cái nước giặt thì thật ra là tâm cũng dùng sản phẩm phú phú thái rất là nhiều rất là nước giặt uh, eco là dành cho uh, thảo mộc này nước giặt uh, nước uh, rửa chén bát này nước tẩy bồn cầu này uh, và uh, và nước giặt sáng màu thế nhưng mà tất cả các dòng của vũ thái thì là đều là yêu nhưng mà để yêu nhất thì tâm lại thấy là cái nước giặt là dành cho vải sáng màu đó thì các bạn hình dung là như thế này này cái nhà tâm này hay dùng sản phẩm đồ sáng thế mà mình từ trước đến giờ mình dùng ấy thì bao giờ mình cũng dùng sản phẩm đồ sáng được một thời gian là mình phải ngâm thuốc tẩy đúng không thì nó mới có độ sáng được của mình lên không rồi cái 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 quần áo của mình nó bị ố đi Thế nhưng mà đến lúc mà mình sang dùng cái sản phẩm mà mà nước giặt sáng màu của nhà Phú Thái ấy, thì mình mình ngâm nghĩa là mình mình ngâm cái sản phẩm mà cái quần áo của mình khoảng độ 10 15 phút. Sau khi đó là mình cho mới giặt mình giặt. Thì sau nó trắng nó trắng bao luôn. Đấy, nó không nó còn trắng hơn là mình trước đây là mình sử dụng cái 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 nước tẩy cơ. Nghĩa là trước đây mình sử mình ngâm nước tẩy nhá, xong mình mình mới giặt bằng xà phòng thì bây giờ mình chỉ ngâm bằng cái nước giặt sáng màu của nhà của nhà Phú Thái thôi, xong mình giặt đấy và cái quần áo nó sáng bao luôn, nó 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 mà nó sáng nó không phải sáng như kiểu sáng mầm mà, mà nó có cái mùi thơm chứ nó không phải là như mình dùng cái thuốc tẩy kia, mọi người hình dung cái nước tẩy cái nước tẩy da ven cái nó cái mùi nó rất là kinh khủng đúng không? Đấy, thế nhưng mình dùng của của nhà Phú Thái thì nó lại là như thế, thế này là tâm rất là yêu cái sản phẩm mà nước giặt sáng màu của nhà Phú Thái và vì mình yêu như thế đâm dần mình cũng lan tỏa mình bởi vì là mọi người là thường thường là có con học sinh này rồi người ta cũng dùng những cái cây sáng màu mình có thể mình cho người ta một cái chút thôi để cho người ta cảm nhận người ta cảm nhận được cái đấy và người ta người ta sẽ sử dụng mình tư vấn cho người ta sử dụng người ta chỉ sử dụng một lần thôi là người ta rất là yêu cái sản phẩm của của nhà, nhà phú thái và người ta đã dùng một cái sản phẩm đấy rồi thì đến lúc mà mình tư vấn thì đến xong đó thì mình tư vấn cho họ là cái combo luôn không phải là một cái nước tẩy sáng màu đấy nước giặt sáng màu đấy mà mình có thể combo luôn là cái nước lau sàn này cái nước nhà vệ sinh lau sàn thì phú thái của mình mới có đúng không thì mình sẽ sẽ tư vấn cho cái nước 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 nhà vệ sinh nước tẩy nhà vệ sinh đó và những cái mình combo ở nước rửa chén bát đấy mình combo ở cho người ta thì người ta sẽ sẽ, sẽ có một cái combo sử dụng cho gia đình người ta đấy bởi vì mình người ta đã có trải nghiệm rồi đấy, thế nên là để mình tư vấn cái đấy nó rất là dễ và mình đấy là những người mà thân quen của mình Thế còn mình có thể là mình như mình ấy mình mới đầu mình mình chưa mình chưa sử dụng thì mình cũng chưa cảm thấy như như, như là cái cái trải nghiệm của mình thì mình thì mình cũng chưa dám là nói nhiều nhưng mà đến một mình cảm nhận rồi sử dụng rồi đấy mình thì mạnh mẽ mình chia sẻ cái việc đấy thì chia sẻ đến với mọi người và kể cả mình livestream trên uh, mình quay livestream luôn mình chia sẻ luôn trên kể cả đưa lên trên Zalo của mình trên cái uh, Facebook của mình đấy là mọi người đến với mình bởi vì mình khẳng định luôn mà lan tỏa luôn người ta đã sử dụng những sản phẩm kia ở ngoài thị trường rồi người ta cảm nhận được và mình bản thân mình cũng cảm nhận được. Đó, thế nên là vừa từ một cái sản phẩm đấy mà mình combo lên cho cho họ thì đưa như mình được một cái đơn nó nó đầy đủ và người ta đã sử dụng của nhà Phú thái thì mình rồi thì người ta sẽ nghiện, người ta sử dụng Đấy thì thật ra là tâm rất là tâm đắc cái đấy nó cũng muốn là chia sẻ cho mọi người trên phòng zoom này mà chưa sử dụng với cái sản phẩm đấy nước giặt sáng màu thì mình mình nên trải nghiệm và mình lan tỏa đến cho mọi người để mọi người được sử dụng những cái sản phẩm tốt của nhà Phú Thái rồi Xin cảm ơn bạn MC Trang Trang Lê Dạ em cảm ơn chị rồi cảm ơn sự chia sẻ của chị Tâm Vũ ạ Đúng là những cái quần áo sáng màu lại cả nhà À, đúng là một thời gian nếu mà mình xài nó sẽ bị ngả màu à, và mình phải dùng thuốc tẩy thì đúng như là chị 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 Tâm Vũ có chia sẻ thì thực sự là nhà nào cũng rơi vào cái tình trạng như thế. Thế tuy nhiên là khi mà chúng ta có sở hữu được cái sản phẩm mà nước giặt dành cho vải sáng màu ở trong tay thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết, đúng không ạ? À, và mang lại những cái uh, uh, cái màu sắc tươi sáng trở lại của quần áo rất là đơn giản, rất là tuyệt vời mà không cần phải có những cái mùi khó chịu của cái dòng tẩy rửa, đúng không ạ? À, hơn nữa đây là cái sản phẩm mà chúng ta có thể là pha theo tỷ lệ, chia nhỏ ra để chúng ta có thể kinh doanh được. À, thì đây có để tạo cho một cái sự tiết kiệm cho khách hàng á. Thì uh, nếu mà bạn nào có đang lăn tăn là cái vấn đề của chúng ta, à cái sản phẩm của chúng ta đắt á, thì uh, các bạn sẽ học cách là chia pha theo tỷ lệ và chia nhỏ sản phẩm nhé để chúng ta có thể tiếp cận đến khách hàng à, cũng như là chúng ta phải nắm rõ cái kia của sản phẩm và có thể so sánh được với sản phẩm khác là chắc chắn chúng ta sẽ chốt được đơn à, muốn chúng ta sẽ tìm cách đúng không ạ à, nên chúng chúng ta cố gắng là là đi học zoom này thì chúng ta sẽ tích lũy được mỗi người một chút kinh nghiệm để chúng ta có thể kinh doanh cái lai hàng này thành công các bạn nhé à, rồi cảm ơn sự chia sẻ của của chị tâm vũ cũng như tất cả các anh chị em của chúng ta có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. cả nhà hãy dành những cái chàng bông tràng hoa để cảm ơn chị Thanh Hòa cũng chị Tâm Vũ cũng như là những cái anh chị em từ trước đến giờ đúng không ạ? rất là sẵn sàng để để chia sẻ cái cảm nhận của mình đối với cái line hàng bông ke nhà Phú Thái. Ok, để mà chúng ta có thể kinh doanh tốt cái line hàng này thì ngoài cái việc chúng ta nắm bắt rõ được USB sản phẩm và chúng ta Cần nhận được những cái review của các anh các chị thì chúng ta sẽ phải có những cái sự định hướng trong kinh doanh đúng không ạ? À, thế thì à, ngay sau đây thì à, trang sẽ mời lên phòng dung của chúng ta sự xuất hiện của một mentor rất là xuất sắc à, đó chính là mentor của trang luôn á cả nhà à, và không và lúc nào thì hai chị em cũng hầu như là được ở phòng cùng một phòng dung với nhau rất là có duyên ạ à, rất là tuyệt vời à, mặc dù là ekip thì không hề biết là à có chị thảo đâu à không biết hết là có chị trang đâu nhưng tuy nhiên là khi vào ekip thì mới thấy là gì đã thấy ê, mentor nhà mình ở đó rồi thế thì à, cả nhà mình hãy dành những cái chàng bông chàng hoa để chào đón mentor ba sao của chúng ta đó là mentor vũ thảo thảo sẽ chia sẻ cho chúng ta và định hướng cái cái, cái kinh doanh dòng Econova này như thế nào. À, xin mời Thảo Thảo là chị nhường lại phòng dụng cho em nhé. Chị mời em. Ok, cảm ơn chị Trang. Chào cả nhà mình. <laughs> mọi người đi đi đại hội năm về giọng nó khàn như vì từ cái mọi người thông cảm nhá. <laughs> rồi. À, Thảo rất là vui ngày hôm nay là à, mấy hôm trước đã gặp Luyến với anh Thắng ở đại hội năm rồi nhưng mà hôm nay lại gặp tiếp ở phòng phòng Zoom thì thảo chia sẻ với mọi người như thế này. À, nhóm thảo ấy thì là đa số là à, mẹ bỉm mấy các thứ ấy, à, mối quan hệ ở bên ngoài cũng bình thường chứ cũng không phải là mối quan hệ xuất sắc. Cho nên là nhóm thảo là à, chiến lược là luôn bán những cái sản phẩm mà tiêu dùng nhiều. Tháng nào người ta cũng phải tiêu dùng và à, nó phù hợp với lại cả đa số cho nên là nhóm thảo là cũng được à, gọi như là top 2 top 3 gì đấy của nhà PDP Phú Thái mọi người ha và trong du nhà mình ấy, mọi người chị Trang Lê là một best sale của 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 nhóm Thảo luôn à, thì Thảo nhớ nhất là một buổi chiều là ra mắt ăn cái sản phẩm nước giặt sau khi thì xếp Nguyễn là test test ở trên Zoom à, chia sẻ kiểu như là vò luôn áo trắng đấy thì là từ trưa đến chiều là chị Trang là chốt được năm đơn mọi người ha Đấy, và 20 năm đơn này là 20 năm khách hàng được chưa? 20 năm khách hàng Và 20 năm khách hàng này họ lại tái tiêu dùng lại lần sau mọi người thấy tuyệt vời không ạ và cái cái điều đặc biệt là sao cái tỷ lệ tái tiêu dùng của phú thái lên đến riêng econova là lên đến 98% tức là cứ 10 người dùng thì chín tám người quay lại mọi người ạ và điều gì sẽ xảy ra nếu như mà nhà người ta có 3 tầng 3 tầng hoặc 4 tầng mỗi tầng người ta mua cho mình một chai nước rửa chạy là rửa rửa rửa, rửa à, tẩy rửa bồn cầu thôi hoặc một chai nước no sàn thôi mọi người cũng quá tuyệt vời rồi đúng không tháng nào người ta cũng quay lại thế gần như kiểu là sản phẩm rất là tốt thế nên là tái tiêu dùng là ok khách hàng là mình chỉ cần tìm một lần và mình chăm sóc thôi không phải vất vả như các sản phẩm khác à, thì à, thảo ấy, cũng rất là đồng ý với cái quan điểm của sếp nguyễn đó là một cái công việc kinh doanh gì đó mà nó không phải là những người cao siêu những người mà tài năng và những người có mối quan hệ mới làm được mà đơn giản là cái điều tiên quyết của một công việc kinh doanh tức là ai cũng có thể làm được rất nhiều anh chị em mà thảo tuyển vào trước khi vào thì họ nói rằng họ sợ lắm họ không biết bán này họ coi cái các thứ họ họ sợ thì bắt đầu là thảo bảo làm chứ không vào đây một tháng là chị chỉ cần bán ba can nước giảm thôi là chị thu hồi được 599 trăm rồi 30 ngày mà bán ba can nước giảm thì có bán được không mọi người ừ. theo mọi người là dễ không quá dễ đúng không hơn nữa là nhóm thảo À, thì Thảo cũng à, đào tạo không có được uh, Kiểu năng lượng như nhiều mentor khác Nhưng mà Thảo lấy một cái video Của của nhà Phú Thái Thảo nhớ video đó là ngày bóng 2 tháng 11 Thì mọi người biết không Thảo bảo mọi người mới dùng trước các anh chị ơi Nếu mà không biết bán sản phẩm gì Thì bán sản phẩm này Xem hết video này Đọc đúng y chang kịch bản như vậy Là ra được đơn Thì mọi người biết là nhóm Thảo có một bạn Là mùng 1 tháng 1 vừa rồi bạn ấy vào Mùng 3 tháng 1 bạn lên đại lý thì mùng 4 tháng 1 là bạn ấy ra 9 đơn được chưa? trong đó có 7 đơn từ Phú Thái và hai đơn là từ uh, Excel của nhà quốc trưởng đó và ngày uh, hôm cách đây khoảng trước khi Thảo đi đại hội thì như là hôm mùng 3, mùng 4 này, mùng 4 này là bạn có một đại lý mọi người thấy tuyệt vời không ạ và khi mà mọi người uh, thực ra là mọi người cứ bị nghĩ rằng là mình sẽ khó kinh doanh mình sẽ khó bán hàng nhưng mà khi mà mình đi học một cách chỉn chu mình có tình yêu với sản phẩm và mình chia sẻ như kiểu là nếu mà không biết mình cứ đi theo đúng kịch bản của các anh chị đi trước cứ đi theo thôi mọi người không cần phải sáng tạo thì mọi người sẽ có đơn và thảo cũng gặp rất nhiều anh chị ở những nhóm khác là chỉ bán Eco Nova thôi tức là chỉ có nước nâu sàn nước tẩy rửa nước nhà vệ sinh nha mọi người mấy mấy bữa trước mới ra cái nước ngâm củ quả thôi chứ còn thảo đã gặp rất nhiều anh chị là chỉ có ban đúng ba món đó thôi là có thu nhập là 20 đến 30 triệu ngay từ những tháng đầu tiên rồi. Mọi người thấy thế có tuyệt vời không ạ? Đấy chính vì là thảo nghĩ rằng là nhóm thảo như vậy, tính chất của nhóm như vậy và cái sản phẩm của Phú Thái nó tuyệt vời đấy như vậy thì là nhóm thảo là chắc là đâu đó khoảng 4 5 tháng rồi cũng giữ vị trí top 2 hoặc là cùng lắm có một mentor nào nó giỏi hơn bật lên thì là <laughs> mình rơi xuống top 3 thôi. Đấy, nhóm thảo bán rất là tốt và thảo hy vọng rằng là khi mà mọi người muốn bán hàng thì mọi người đi học hiểu và đam mê nếu như mà mọi người muốn những cái kịch bản như kiểu là mình chỉ cần hướng dẫn cho người mới lại đấy em chỉ cần có danh sách khách hàng xong em đi gọi điện cho từng người đọc đúng y trang như vậy là ra được đơn đó thì mọi người hãy tham gia những cái buổi học của phú thái một cách đều đặn thì mọi người sẽ bán được đơn à mọi người biết không người mới vào á, à, chắc là thảo ngày xưa thảo cũng khát khát tiền thế nên là khi mà đầu tiên thảo vào á là thảo mục tiêu đầu tiên là kiếm tiền đấy có hào thì mới có hứng thế nên khi mà mình có đại lý cộng tác viên vào thì ngay lập tức hãy hướng dẫn cho họ bán được hàng bởi vì khi mà bán được hàng thì người ta mới có động lực để đi học mọi người ha đó còn đôi nếu mà chưa bán được hàng mà cứ đi học nay lớp này mai lớp kia thì người ta rất khó rất rất khó mà người ta sẽ nghĩ là ngồi học mãi rồi không bán được cái gì Nhưng mà mình chỉ cần cho họ đúng một buổi học một số thái thôi Họ ra được 5 đơn, họ ra được 7 đơn Thì mọi người nghĩ là cái đại lý đó họ có đồng hành cùng với mình lâu dài không ạ? À? Bao nhiêu anh chị nghĩ rằng là họ sẽ đồng hành với mình lâu dài ạ? À? đấy là thảo chia sẻ với mọi người về cái góc nhìn cái quan điểm của thảo thế thì hy vọng là giúp mọi người là hiểu hơn rồi là mọi người cũng sẽ định hướng những cái người mới của mình những anh chị nào mà luôn sợ khi bán hàng ấy thì hãy bắt đầu với lai hàng phú thái mọi người ha rồi thảo xin cảm ơn uh, uh, chương trình cảm ơn chị trang em xin nhớ miết lại cho chị trang và mọi người nhá <laughs> chúc mọi ừ, người rồi, là xin cảm ơn em thành công và bão đơn với lại cả Econova nha <laughs> rồi cảm ơn mentor Uh, đấy giọng của hai chị em thì cũng <laughs> khá là giống nhau vì tại sao họ vì là uh, cùng một tim đâm ra là cũng quẩy hết mình ấy, cả nhà <laughs> ăn chơi rồi uh, hát hò đến xuyên đêm luôn ấy, cả nhà bây giờ là giọng của ai cũng đang hơi mắc mắc một chút nhưng mà tuy nhiên là uh, khi vào rugby chúng ta không sợ bất kỳ một cái gì đúng không ạ à, cần cái gì chúng ta cũng có Ở trên khung chat thì trang thấy là uh, có anh, anh hỏi là gì ạ những sản phẩm phú thái có hóa chất tẩy hay không mà làm cho quần áo và bột cầu sạch như vậy À, thì bên PTV Phú Thái cũng đã trả lời là Econova dùng công nghệ sinh học và vỏ nho à, vỏ nho đỏ lên men và tẩy sạch các vết bẩn à, được chưa ạ rồi còn có một anh thì hỏi hôm nay có chương trình khuyến mại không á để anh lên đơn thì chắc chắn là có anh nhé à, anh chờ một xíu một lát nữa em sẽ đọc chương trình khuyến mại cho anh nhé à, hỏi buổi học của Phú Thái ở đâu thế thì à, à mời bạn Nhâm Hà cũng như tất cả anh chị em ở trong Zoom nếu chúng ta chưa có à, link các nhóm Zalo cũng như nhóm tư vấn nhóm content à, hoặc là youtube của Econova Phú Thái thì chúng ta có thể là doanh vào các nhóm để chúng ta được hỗ trợ về lịch học, về tư vấn, về thư viện đúng không ạ? Về tất cả mọi cái để chúng ta có thể là kinh doanh được tốt cái lai hàng này à, và những cái link đó thì là host đã gửi lên uh, khung chat cho chúng ta rồi đúng không ạ? Thế thì anh chị em của chúng ta hãy nhanh tay doanh vào các nhóm Zalo nhé và các nhóm tư vấn để chúng ta nắm được uh, sát sao hơn cái chương trình uh, đào tạo của nhà, bên nhà Econova được không ạ? Rồi, ok. <laughs> Thế thì. Uh, À, ngay sau đây thì trang uh, cũng uh, công bố cái chương trình khuyến mại ngày hôm nay đúng không ạ uh, thì không biết là trước khi đến với chương trình khuyến mại thì có anh uh, à, à, chị em nào còn một số câu hỏi nào không ạ xung quanh những cái lai like hàng uh, của econova nhà phú thái thì chúng ta có thể là giơ uh, tay hỏi chat hay không chat nhé để trang uh, nhờ bên uh, uh, em nguyễn luyến có thể hỗ trợ nhé uh, cho em hỏi bạn nhung nguyễn này cho em hỏi mùi hương của nước giặt econova thảo mộc đa năng mùi hương là gì vậy uh, em Tại em thấy có mùi hơi hắc. <laughs> rồi, ok. À, chị mời Luyến nhá, Luyến đây lên hỗ trợ giúp chị câu này của bạn Nhung Nguyễn. Dạ rồi ạ. À mùi rồi, em cảm ơn câu hỏi của chị Nhung đúng không ạ? Chị Nhung có chia sẻ là cái mùi hương của cái nước giặt, đấy là cảm nhận của chị đúng không ạ? Tại lúc nãy em thấy là có rất nhiều các anh chị có chia sẻ là cái mùi hương nó rất là thơm có lẽ là đúng là đấy là lý do vì sao mà nước hoa ngay cả nước hoa đúng không ạ nước hoa nó cũng có ti tỉ mùi đúng không ạ ti tỉ mùi nước hoa ti tỉ loại tức là trong một cái loại nước hoa trong một cái hãng nước hoa thôi cùng là à, gọi là cùng là dg hay cùng là một cái loại nước hoa nào đấy thôi nhưng mà nó lại có rất là nhiều mùi đúng không ạ rất nhiều mùi khác nhau để nó phục vụ được cái sở thích mùi À, cái sở thích mùi của mỗi người đó thế thì với đầu tiên là cho em trả lời câu hỏi này của chị là chị hỏi là cái mùi này là mùi gì đúng không ạ thì cái sản phẩm mà nước giặt đa năng là mùi hương là mùi hương đôn chờ vita nhé các anh chị là mùi hương nước hoa đôn chờ vita nhé các anh chị đó thế nên là rất nhiều người thì có lẽ là do cảm nhận mùi của mỗi người khác nhau thôi còn đại đa phần khi mà em thấy feedback của cái sản phẩm này ấy, thì mọi người đều khen là cái mùi của nó rất là thơm đó có lẽ là cái do do là nó không phù hợp với bản thân mình chẳng hạn mình cảm thấy là mình thích cái mùi khác hơn đó còn như em thì em nói thật là của nhà trồng được đấy nhưng mà em nói thật là em cũng không thích <laughs> em cũng không thích em thích là cái mùi nó nó phải nhẹ hơn một tí nữa cơ để mà theo kiểu là em có thể sử dụng được các loại nước hoa Tại cái vì khi em rất là hay dùng nước hoa nên nếu như mà dùng cái mùi thơm mà em thấy nó mùi nó nó nó, nó bị thơm á. nó nó hơi bị thơm nên thành ra là em sẽ khó dùng các loại nước hoa của em nên em muốn cái mùi của nó là là nó một là nó sẽ đậm hơn hai là nó sẽ phải là nhạt hẳn đi đó, thì đấy là cái cái cảm nhận của em Thế còn rất nhiều các anh chị khác là mọi người lại feedback là mọi người thích cái mùi này Thì không biết là những anh chị khác ở trong Zoom thì sao ạ? Các anh chị có thể là chia sẻ giúp em cái mùi hương mà các anh chị cảm nhận được từ cái sản phẩm nước giặt này được được không ạ? Để em xem là có bao nhiêu anh chị là mình mình thích hoặc là mình không thích Mình có thể comment giúp em ạ Thì cái mùi hương này thì nó là cái mùi hương của... Nó giống, nó rất là giống với cái mùi hương của cái nước giặt dành cho ta nhạy cảm trước đây Mà Phú Thái đã bán đó các anh chị Nó rất giống cái mùi đó Còn đâu là... Uh, các cái bảng thành phần các thứ rồi rồi ok này uh, thơm dễ chịu còn các anh chị khác thì sao ạ những anh chị khác thì mình có thích cái cái mùi thơm này không ạ cái mùi của cái nước giặt Econova này, này. Uh, thơm nhẹ nhàng mình thấy mùi hơi nhạt là giống em này em cũng thấy mùi mùi nó hơn tức là em muốn thậm chí em còn muốn nhạt đi một tí nữa không các anh chị rồi hương nhẹ thích lắm rồi ok rồi cũng có khá nhiều các anh chị là mình khen mùi thơm đấy chứ tức là nó có lẽ là nó do là cái cảm nhận mùi của của, của mỗi người thôi ạ đó thì nếu như mà mình mà thấy hắc thì có thể là mình sẽ cho với một lượng nó ít đi một tí nha chị nhá. Mình thấy là hắc thì mình mình cảm đấy là do cái, cái cảm nhận mùi của mình thôi. Mình có thể đổ bớt ít một xíu thay vì mình cho một lắp thì mình có thể cho ít hơn một xíu thôi cho, cho em thôi cũng được. Rồi ok. Không biết có anh chị nào mình có câu hỏi nào nữa không ạ? Thực ra về mùi nó vô cùng lắm. Mỗi người một mùi một vị đúng không ạ? Nước hoa cùng một hãng nhưng mà nó có sản xuất ra tỷ loại mùi khác nhau. Rồi ok. Rồi anh chị nào mình có câu hỏi nào nữa không ạ? Không biết là các anh chị nhà mình đã điền điền form để mini game chưa? Rồi ok thơm nhẹ này. Rồi em chào anh Trần Quốc Khởi nhé. Anh Khởi đây là buổi Zoom tham gia đầu tiên của nhà Phú Thái. Cảm ơn anh rất là nhiều. À, bên nhà Phú Thái ấy, có cái lịch Zoom cố định là vào trưa thứ ba và tối thứ năm hàng tuần nha các anh chị. Thì rất là mong các anh chị và cái link Zoom và link Zoom cố định luôn nha. mình Mọi người có thể là lưu lại cái đường link Zoom để cứ lần sau là mình vào thôi ạ. Nước giặt đậm đặc là do đâu? Là do cái cốt của cái sản phẩm chị nhá Sản phẩm không có chứa chất tạo đặc lô nên cái đặc của cái sản phẩm không phải do chất tạo đặc cellulo nha các anh chị mà do cái cốt của cái sản phẩm là từng những cái thành phần nguyên liệu của cái sản phẩm đó người mà em gọi tắt là cái cốt của cái sản phẩm chứ nó không hề chứa cái chất tạo đặc lô nha. Mọi người lưu ý dùm em ạ, đây là một cái điều rất đặc trưng của Ecolova, một cái kỳ chung, kỳ đặc biệt của cái sản phẩm Ecolova là không chứa chất tạo đặc cellulo nha các anh chị màu của nước giặt à màu của cái nước giặt thì có lẽ là tú anh lấy cho chị cái cái chai nước giặt đấy đi để cho chị cho các anh chị xem luôn nó không nó mùi của nó là mùi nó trong trong nó trong trong mùi rất là màu rất là tự nhiên màu trong trong nha các anh chị đây có thể để em sẽ cho các anh chị xem luôn cái màu của nó rồi nước giặt có bao nhiêu mùi hiện tại thì cái phiên bản nước giặt này của nhà phú thái thì chỉ có một màu thôi nha các anh chị một màu và một mùi thôi nó có hai phiên bản là nó có hai bảng là một cái là ba sáu năm cân và một cái là một một chai là một sáu năm cân đây là các anh chị nhìn thấy không ạ màu như này ạ mọi người có nhìn thấy không ạ chị trang có nhìn thấy không ạ em để sát vào ống kính một chút đi chị nhìn thấy một màu hơi vàng vàng em để sát vào, vào màn hình chút vì nó có cái phần để sát vào màn hình sao nó hơi lóa ạ Thế em để lại này, mọi người có nhìn thấy không? chưa được chưa được chưa được Mất giả thế có là sao? phải tắt cái nền tắt cái nền đi ha tắt nền đi em yeah, ok chị đây để em xíu hmm. yeah đây mọi người nhìn này mọi người thấy cái màu không ạ Mọi người thấy màu không? màu nó hơi nó rất là trong nó hơi vàng vàng nhẹ thôi vàng rất nhẹ thôi Tức là em không biết tả là cái màu gì Chết mà... Bây trên đồ đây. Đây là các anh chị, màu đây này. Nó hơi... qua thì nó là một màu trắng nhưng mà thực ra là được sử dụng rồi á thì nó màu vàng vàng, vàng nhẹ hơi, hơi ống hơi ống vàng nhẹ nha các anh chị mình tả là hơi hơi ống vàng ấy Đó. nói chung là nó không nó không phải là trong suốt đâu để em đổ lại nữa này đây các anh chị nhìn nó hơi hơi vàng nhẹ nhẹ thôi. Đó. Rồi, ok. Đó trước đây thì phú thái là đây là cái bản này bản tích hợp của hai cái loại cũ. Còn thì nó chỉ là một màu này và một mùi thôi. Còn cái bản cũ thì nó mới là cái bản mà có hai, hai màu. Hai màu hay hai, hai Đúng loại rồi. khác nhau. Đúng rồi. rồi ok. Nên thấy màu trong ok qua zoom thì mình thấy màu trong nhưng mà nó sẽ là hơi hơi màu hơi hơi, hơi kiểu là hơi ống vàng chị 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 trang nhỉ em không Đúng biết tả mà nó có gì hơi ống ống vàng hơi màu à, chị nhung cái màu đấy thì lại là cái can cái chai mà màu hồng đấy là lại là màu khác chị nhé là của cái can cũ cái can cũ không biết là còn tụi anh còn ở đây không kia cho chị cái chai cũ đi chai cũ là cái chai mà phía sau em ấy, phía sau lưng em là có cái kệ hàng kia để bạn đi lấy cho em đang Thế còn đâu là, là là màu hồng nha, cái loại cũ bây giờ mọi người quan tâm cho em cái phiên bản này đi. Quan tâm cho em cái phiên bản này thôi. Bây giờ là thủ thái là bán sẽ là bán cái uh, loại nước giặt này nha các anh chị. Còn bản cũ đây. Bản cũ là cái bản mà cái nắp màu đen này nha các anh chị. Nước của nó sẽ là màu hồng như của chị Nhung Nguyễn chụp gửi ở trên màn hình ấy. Đó, và một cái loại nữa đây. Trước đây là hai loại này nha các anh chị. Cái căn to là nước giặt đa năng dành cho cả gia đình, căn nhỏ này là dành cho dành cho Đành gia đình cả ạ, rồi ạ. Da da dị cảm, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ hay người có làn da mẫn cảm, nhạy cảm quá mức ấy, thì mình sẽ dùng cái loại đó. Rồi ok. Đó, mọi người còn có cái thắc mắc gì về sản phẩm nữa không ạ? <laughs> Nước giặt trắng trên đây, ở trên đây thì thì Trang uh, thấy là là có một bạn số bạn bạn nói là cái sản phẩm của mình đắt. Uh, thế thì uh, cái này Trang cũng hỗ trợ uh, giúp đến một chút một chút nhá. Uh, với cái sản phẩm mà mọi người uh, thứ nhất là như thế này. À, mọi người muốn kinh doanh tốt cái lai like hàng này á thì chúng ta có thể chiết ra những cái chai chiết mỹ phẩm nhỏ nhỏ á chúng ta đặt ở trên shopee về à, trang vẫn định hướng cho trong tin của chúng ta cho cho trang kinh doanh như vậy nghĩa là chúng ta mua khoảng hơn một nghìn một cái chai chiết mỹ phẩm đấy thôi về chúng ta chiết nhỏ ra xong đi chúng ta đi tặng đúng không ạ à, chúng ta tặng cái sản phẩm nào mà nhìn thấy rõ nhất cái tác dụng của nó thì chúng ta sẽ mang đi tặng và khi chúng ta tặng thì uh, chúng ta sẽ chốt, chốt nguyên cả combo phải không ở nhà rồi à, đấy là cái cách mà đội nhóm của trang cũng đang làm và bản thân trang trước đây trang cũng làm như vậy hơn nữa là nếu mà đắt thì chúng ta sẽ thứ nhất là hướng dẫn khách cách pha nhà pha theo tỷ lệ một ba một bốn cả nhà đó pha theo tỷ lệ thì nó sẽ tiết kiệm hơn nhiều hơn nữa là cái sản phẩm của chúng ta là sản phẩm mà rất là tiết kiệm nước vì nó là không có tạo bọt nhiều thế là tính ra thì là tiết kiệm nước rồi thì là một cái loại tiết kiệm rồi đúng không ạ hơn nữa là cái sản phẩm khi chúng ta chia nhỏ giá thành ra tính theo lần giặt đi cả nhà thì chắc chắn là nó sẽ không còn đắt nữa ạ À, vì thói quen của Việt Nam thì cái bỏ một cục ra thì sợ đắt nhưng mà khi mà chúng ta xài ví dụ cái một cái chai kia chúng ta có thể bên ngoài chúng ta có thể mua chúng ta dùng được một tháng đi thì cái can của chúng ta có thể thu được hai tháng đúng không ạ à, chúng ta sẽ nắm được như vậy à, thì chúng ta sẽ nắm, thấy là nó không hề có đắt cả nhà đúng không ạ à, cũng một cái can như vậy mà ví dụ dùng nhanh hết à, giá tiền bỏ ra ít và một cái can này dùng được lâu hết hơn đúng không ạ à, bỏ ra nhiều hơn một xíu thôi đúng không khi chúng ta à, dùng cái biện pháp so sánh như vậy để chắc chắn chúng ta sẽ chốt được đơn nhé với cái câu hỏi mà à, so sánh về giá nha cả nhà, ok ạ, rồi. thế thì ờ, ấy, thế chị thế còn có hỏi em em thấy ạ? có chị Linh, chị Linh có hỏi là loại nước giặt thảo mộc ờ, với loại dùng cho đồ sáng màu cùng mùi hả em? nó sẽ khác mùi chị nhá, hai loại này nó sẽ khác mùi nhau đấy. và cái màu của nó sẽ hơi khác một xíu. đây là cái can nước giặt dành cho vải sáng màu nhé các anh chị, mùi nó sẽ là mùi khác nha mùi nó sẽ khác đấy, Đó, mùi khác nhau và cái màu của nó, cái màu của cái loại mà nước giặt dành cho vải sáng màu nó cũng vàng hơn này các anh chị, thấy chưa? nó vàng hơn nha. Đó, bây giờ các anh chị quan tâm cho em hai cái loại nước giặt đấy là nước giặt dành cho vải sáng màu là can này được chưa và nước giặt dành cho thảo mộc dành cho cả gia đình là loại này được chưa quan tâm cho em hai loại này thôi còn hai cái loại kia thì đợt tới nó mà hết ý. à cũng sẽ không bán hai loại đó nữa là mình sẽ quan tâm tại cái loại này là cái loại mà thay thế cho hai loại cũ rồi nha đó hai loại cũ là em dơ lên rồi đó rồi ok rồi có một bạn hỏi là cho xin giá của sản phẩm <laughs> Ờ ừ. trên app nhá bạn nhá Trên app thì sẽ có nhá Mình đi vào GDP Phú Thái Nước giặt dành cho vải sáng màu nước, nước giặt dành cho vải sáng màu này là 2,2 2,2 cân Trọng lượng là 2,2 cân Giá là 272.000 một can nhé các anh chị Rồi Còn nước giặt mà dành cho Nước giặt thảo mộc dành, đa năng dành cho cả gia đình Dành cho cả gia nhạy cảm, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ này nọ ấy à, Cái loại mà 1,65 cân này Thì có giá là 203.000 có cái can to hơn của nó nữa, có cái can to hơn là 3,65 cân ấy thì giá là 389 000 Đó. Đấy là cái giá của các cái sản phẩm nước giặt nhà Phú Thái nha các anh chị. Rồi. Mua chai chiết nhựa trên Shopee thì mình vào app mình đặt hàng giúp em nhé. Cái chai chiết nhựa nó có hai phiên bản là phiên bản mà dạng là vòi xịt và dạng nhỏ giọt ấy, mình có thể phong mua. luyến ở... ơi, chắc là chị đang hỏi cái cái chai chiết mà chai chiết mỹ phẩm nhỏ, nhỏ nhỏ xinh xinh để mang đi tặng khách ấy. Ạ. À, à ok mình à, cái đó phải vào Shopee nhá, chị Hồng Nhi. Cái đó sẽ vào Shopee để mình đặt nhá, mình đặt cứ khoảng 3 40 50 cái chai đó đi. Mình mang về mình chết nhỏ nhỏ ra mình mang đi mình tặng nhá. Chắc chắn là chị sẽ bão đơn với cái cách làm đó đấy chị. <laughs> Rồi ok. Chị Linh ơi, loại nào cũng thơm chị nhá. Cả hai loại này đều thơm như nhau hết à? Rồi. Em thấy thơm, nó nó chỉ khác cái mùi thôi chứ còn thơm thì thơm, đều thơm hết. Lúc nãy có chị bên trên kia còn nói là thơm quá đấy gì nữa. <laughs> <laughs> rồi với câu, câu trả lời là khách kêu đắt thì trang uh, đã hỗ trợ vừa nãy rồi đúng không ạ? đó chúng ta cố gắng là chia nhỏ giá thành và chia nhỏ cách dùng theo cách dùng cũng như là uh, cách chia nhỏ theo tỷ lệ dùng nữa mỗi lần dùng nữa đó thì uh, chúng ta hoặc là chúng ta sẽ so sánh với các sản phẩm khác nữa là chúng ta sẽ sao được nhé rồi cả nhà Hà Điền uh, form mini game hết chưa ạ? nhà nhanh tay điền mini game chuẩn bị chúng ta đến với cái chương trình mini game. à, và trước khi đến với chương trình for mini game á, thì uh, chương trình quay mini game thì trang uh, cũng xin chia sẻ với cả nhà cái chương trình khuyến mại để chúng ta có thể là ai mà đang chưa được trải nghiệm sản phẩm chúng ta sẽ nhanh tay uh, lên đơn để chúng ta có cái sản phẩm ở trong tay chúng ta trải nghiệm uh, và chúng ta sẽ uh, nên tặng lại nhà chị trang <laughs> rồi uh, theo trang thì uh, tặng cái loại mà nước tẩy toilet là ok nha và nước rửa chén cũng rất là ok cả nhà đó thế thì những cái đó thì chúng ta sẽ cảm nhận được ngay vì vì nước giặt thì nhiều khi là có những gia đình họ chỉ giặt máy thôi không giặt tay đúng không họ sẽ không cảm nhận được hết thế thì chúng ta có thể là tặng cái nước tẩy toilet và nước rửa chén đấy cả nhà đó là chúng ta sẽ cảm nhận được ngay nhá rồi ok uh, hot chia sẻ giúp trang cái chương trình khuyến mại lên màn hình nhá để cho có thể chia sẻ cho mọi người xem rồi à... Cái chương trình khuyến mại của chúng ta hiện tại đang diễn ra như thế này ạ. cần trang vẫn nói là ai mà chúng ta chưa có các sản phẩm ở trong tay thì chúng ta hãy nhanh tay lên đơn để chúng ta nhận được chương trình khuyến mại. có cái sản phẩm trong tay cũng như là gì ạ dạ, có cái sản phẩm mà chúng ta có thể là sale được với khách hàng đúng không ạ. với cái combo thứ nhất là mua một can nước rửa chén gạo, một can nước lau sàn nhà, một chai sữa rửa tay trị giá 480 000 thì chúng ta sẽ được tặng một nước rửa vệ sinh 123 000 à, cả nhà thấy cái điều này có ok không ạ như thế này là chúng ta đang sở hữu bốn sản phẩm trong tay với cái giá là gì 480 000 trừ đi 123 000 nghìn có bao nhiêu ạ hơn nữa chúng ta còn được chiết khấu của đại lý nữa thì chúng ta có quá là hời không ạ thế thì cả nhà có lên đơn sản cái đơn cái combo này luôn không cả nhà rất nhiều combo hấp dẫn đúng không ạ trang à, đọc tiếp combo thứ hai đó là mua một can nước giặt đa năng 3,65 kg một can nước ngâm rau củ quả một chai sữa rửa tay 686.000 thì tặng nước rửa chén 198.000 được chưa ạ à? rồi đây là combo thứ hai cả nhà nhé à, combo thứ ba là mua một can nước giặt đa năng 3,65 kg một nước rửa chén gạo một nước rửa nhà vệ sinh một nước lau sàn 893.000 sẽ tặng ngay một can nước giặt cho vải sáng màu 272.000 trời ơi <laughs> combo toàn combo hời thôi cả nhà À, chúng ta hãy lên đơn ngay đi cả nhà nhá để có cái sự trải nghiệm cũng như là lan tỏa đến khách hàng khẩn trương À, chúng ta phải tận dụng những cái chương trình khuyến mại như thế này để chúng ta có thể có nhiều, thật nhiều sản phẩm trong tay. Để chúng ta có thể là chiết ra những cái trang nhỏ nhỏ xinh xinh để mang đi tặng khách hàng cả nhà nhá Thì chắc chắn là từ nay đến Tết chúng ta sẽ bão đơn với cái lai hàng Ecunova, uh, lai hàng home care của nhà Phú Thái cả nhà nhé. Rồi qua slide tiếp giúp trang với. Uh, tiếp theo nữa là uh, một cái lai hàng nữa là lai hàng về dầu uh, gội phủ bạc và... <laughs> Tiếp đến đây, ở uh, trang đọc tiếp nha, xem mừng năm mới, thời gian là từ 12 giờ ngày mùng 2 tháng 1 đến 23 giờ 59 phút ngày 15 tháng 1. Uh, cả nhà để ý thời gian nhá, ngày 15 tháng 1 thôi cả nhà. Rồi, uh, giờ dầu gội phủ bạc thì là mua 4 tặng 1 ạ. À. Uh, thứ hai nữa là viên sủi trắng da Release White, viên uống nội tiết tố Eposop nghĩa là mua 1 tặng 1 luôn đó cả nhà. Ồ hay không cả nhà? Mua 1 Release White tặng 1 Eposop. Ồ cái điều này cũng hời nha. Đây là dành những cho chị anh chị em mà ví dụ ngoài ngoài 30 tuổi rồi là chúng ta phải sở hữu ngay cái điều này và có tiệp khách hàng như vậy chúng ta cũng phải tiếp cận ngay. Rồi tiếp nữa là nước rửa nhà vệ sinh Econova mua 5 tặng 1 cả nhà. Mua 5 nước rửa nhà vệ sinh Econova tặng 1 được chưa ạ? À, mua 5 nước rửa tay xạ hương tặng 1. ô. điều này cũng quá hời luôn nha cả nhà. Cái sữa rửa tay này cũng rất là phê nha. Con Trang thì cũng mê cái này luôn. Lúc bạn chỉ xin mẹ ơi cho con xài cái nước rửa tay của mẹ thôi. Đó, vừa vừa rửa vừa hít hà rất là phê cả nhà. Rồi, viên uống nội tiết tố. Mua 5 tặng 1 Eposop cả nhà. Mua 5 Eposop tặng 1 nha. Ok, cả nhà đã lưu lại chương trình khuyến mại này chưa ạ? À? Thời gian áp dụng từ 12 giờ ngày 2 tháng 1 đến 23 giờ 59 phút ngày 15 tháng 1. Cả nhà nhớ chương trình khuyến mại sẽ có khung giờ và có số lượng. Nên khi chúng ta lên đơn á, là chúng ta sẽ để ý nhé, để ý cái khung giờ và cái số lượng để chúng ta có thể nhận được chương trình khuyến mại à, tối ưu nhất cả nhà. Ok, rồi nhớ hot qua slide giúp Trang nhé. Rồi đây là chương trình khuyến mại tặng chai chiết cả nhà. À, áp dụng từ 5 giờ ngày 28 tháng 12 đến 23 giờ 59 phút ngày 31 tháng 1. Đây là chương trình rất là dài kéo dài một tháng trời luôn á. À, tặng một chai chiết pha nhỏ giọt Econova này. Cái gì đây? Trời ơi cái màn hình của Trang nó lại đang bị ẩn. Rồi. À, mua 2 can nước rửa chén gạo 396k thì sẽ tặng một chai pha chiết nhỏ giọt Econova 25k được chưa ạ? Rồi. À, combo thứ hai là mua hai can nước lau sàn 366k tặng một chai pha chiết vòi xịt Econova 30k được chưa ạ? Rồi. Cái này là dạng vòi xịt chứ cả nhà. À, cái này là dạng nhỏ giọt nhé hai cái này khác nhau này, đó. À, cái combo thứ ba là mua ba chai nước vệ sinh, nước rửa nhà vệ sinh sẽ được tặng một chai chiết ạ. Được tặng một chai pha chiết nhỏ giọt. Ồ oh. Cái này nhìn giống như vòi xịt vậy. <laughs> ok, chị giá 30k chắc là cái này là cái vòi xịt đúng không hả em? Hương ơi. Rồi, đây là ba cái combo mà khuyến mại tặng chai chiết cho cả nhà. Rồi ok, cả nhà lưu lại cái cái cái, 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 cái chương trình này giúp trang nhé. Ờ, tiếp đến nữa là cái chương trình dành cho đại lý mới ký quỹ trong 30 ngày. À, với những đại lý mới ký quỹ thì uh, bất kỳ một uh, cái PDP nào cũng rất là ưu ái, ưu tiên để cho các bạn có những cái sự trải nghiệm rất tuyệt vời về sản phẩm. Uh, để cho các bạn giá hạn chế tối đa cái cái việc chi phí trong cái việc mà các bạn có thì ưu uh, uh, đãi dành cho đối tác mới ký quỹ trong 30 ngày uh, là, là gì ạ? Thời gian từ 8 giờ ngày 27 tháng 12 đến 23 giờ 59 phút ngày 31 tháng 1 tháng 1 năm 2000. Ờ, thế này 31 tháng 1 2024 đúng không? Chắc là slide này là gọi hơi nhầm chút. Rồi Ok, thời gian này diễn ra một tháng nhé cả nhà. 27 tháng 12 năm 2023 đến 32 23 giờ 59 phút ngày 31 tháng 1 năm 2024 là mua hai chai nước rửa nhà vệ sinh. À, 246 000 sẽ tặng một chai sữa rửa tay xạ hương. Trời ơi hay quá. Đó, à, mua một can mua một chai nước lau sàn oải hương tặng một chai sữa rửa tay xạ hương được chưa ạ? À? Mỗi user được mua tối đa một combo mỗi loại thôi cả nhà không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác cả nhà nhá cả nhà lưu ý là mỗi user sẽ được mua tối đa một combo mỗi loại nghĩa là gì ạ à? bạn hãy lên đơn giúp trang hai combo này đi ạ à. <laughs> vì là mỗi user chỉ được mua tối đa một combo mỗi loại thôi đúng không ạ rồi ok à, nhờ hot qua chương trình giúp trang ở à, đây là voucher hỗ trợ phí ship dành cho cái lai hàng Econova à, tháng 1 năm 2024 thời gian từ 9 30 ngày mùng 2 tháng 1 đến 23 giờ 59 phút ngày 31 tháng 1 năm 2024 Giá trị sản phẩm Edugova trong đơn hàng đạt tối thiểu là 180.000 thì sẽ tặng hỗ trợ, hỗ trợ phí ship là 10.000. À, 270.000 thì tặng 14.000, 350.000 tặng 22.000, 420.000 tặng 24.000, 500.000 tặng 26.000, hỗ trợ phí ship rất tuyệt vời đúng không ạ? 600.000 tặng 35.000, 700.000 tặng 40.000, 890.000 tặng 50.000, à, 1.100.000 thì tặng 65.000, 1.500.000 tặng 85.000. 1 triệu 9 tặng 100 nghìn, 2 triệu rưỡi tặng 150 nghìn và 3 triệu 8 tặng 200 nghìn. Tổng giá trị sản phẩm Econova phải đặt điều kiện như bảng trên mới được áp dụng voucher. Mỗi đơn hàng được áp dụng một voucher, quý đối tác có thể tách đơn đúng không ạ? Rồi, à, thấu hiểu cái việc là à, cái lai hàng này chúng ta khi mà chúng ta lấy nhiều á, là nó sẽ rất là nặng và nặng thì cái phí ship rất là cao nên bên Econova sẽ gì hỗ trợ cho chúng ta cái tiền phí ship thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời đúng không ạ? À, rất là nhiều sự hỗ trợ từ PDP. À, vậy thì tại sao mà chúng ta không kinh doanh cái line hàng ngay ngay khẩn trương ạ, à? đúng không ạ? Khẩn trương và khẩn và dạ khẩn trương chúng ta phải lên đơn ngay với tất cả những combo mà chúng ta cảm thấy là phù hợp với mình, phù hợp với tên khách hàng của mình. À, thấy lưu nào mà chúng ta cảm thấy hời nhất ạ, à? chúng ta lên đơn cả nhà nhá. À, tuy nhiên những cái uh, những cái những cái chương trình của đại lý mới ký quỹ thì những cái bạn cũ thì sẽ không có được nữa đúng không ạ? À, mà chỉ áp dụng cho các bạn mới ký quỹ trong 30 ngày thôi. À, rồi ok. Thế thì uh, bằng một cái việc mà chúng ta nắm trong cái buổi zoom ngày hôm nay chúng ta đã nắm rõ được rất nhiều những cái thắc mắc, những cái câu hỏi mà xung quanh cái lai hàng hôm ke của nhà Phú Thái. Thế thì chúng ta hãy dẹp cùng nhau lan tỏa cái giá trị của lai hàng này đến với khách hàng à, và càng ngày thì chúng ta càng có nhiều người sử dụng thì chúng ta càng nhận được nhiều cái lời feedback rất là tuyệt vời. Trang cam kết là như vậy à, vì trang là một người bán cái lai hàng này rất là mạnh mẽ à, và có rất nhiều cái feedback của khách hàng đến với trang mà trang cảm thấy là đọc cái tin nhắn của họ thôi mình ngồi mình cũng mỉm cười cả nhà, sung sướng luôn đấy cả nhà thế nên là chúng ta tự tin để kinh doanh cái lai hàng này nhé rồi à, sau đây thì à, chúng ta sẽ đến với cái chương trình cuối cùng của ngày hôm nay đó là chương trình quay mini game à, chương trình mini game thì sẽ có hai vòng quay may mắn và mỗi vòng quay sẽ là một chai sữa rửa tay nha cả nhà ok ạ à. cả nhà mình điền form hết chưa rồi à, Nhờ host bắt đầu nhá chúng ta hãy chat nếu không chat là hãy vũ trụ hãy gọi tên chúng ta đi ạ à. rồi ok Rồi, chúc mừng chị Lê Thị Thu Thảo, có số điện thoại là 0908 459 329. À, chị Lê Lê Thị Thu Thảo có ở trong zoom không ạ? À, nếu chị Lê Thị Thu Thảo có trong zoom thì có thể là giơ tay điện tử giúp trang hoặc là chat lên không chat giúp trang nhé. À, cả, host, cả nhà có cứ nhìn thấy chị Thảo chưa ạ? À, Dạ có ạ, rồi ok, chúc mừng chị nhé chúc mừng chị thảo rất nhiều ok à, rồi cả... chúc mừng chị đã nhận được một chai sữa rửa tay của nhà phú thái chị nhá tuyệt vời quá rồi à, mời host chia sẻ vòng quay thứ hai ạ wow, ai đây chúc mừng trang su tom toshi cái tên này trang hơi khó đọc một chút có số điện thoại là 0943278666. Số điện thoại đẹp đẹp quá ạ. À, chị Trang Mutoshi hiện tại còn đang ở trong Zoom không ạ? À, chị có thể chat lên không chat hoặc giơ tay để mọi ban tổ chức có thể thấy ạ. À rồi em đây ạ. À, ok. Rồi, ok. Cảm ơn nha. Chúc mừng chị Trang Mutoshi đã có thêm một phần quà là sữa rửa tay. À, thế thì à, chúng ta đã tìm ra được hai chủ nhân của hai phần quà ngày hôm nay. À, đó là à, đó là chị Thảo và chị Trang đúng không ạ?